Hello, chào các bác, quay trở lại với số phỏng vấn nhá. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ này. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là cái chổi lau nhà, thì cái này bên em bán rất là nhiều rồi. Thì em lên nhanh thôi. Đấy. Bác lên cho em cái mẫu này là nó là một cái mẫu đây. Đấy, cái này nó rất là tiện ích luôn, các bác xoáy vào đây cho em này. Đấy, xoáy vào đây cho em. Đó. Sau đó thì đây thì hàng này cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Dày dẫn chắc chắn nhá. Đấy, đây, rất dày dẫn chắc chắn cho các bác luôn. Đấy, có bánh xe để các bác có thể đẩy đi này, bánh xe đẩy đi này. Có cho các bác là hai cái mút để lau luôn. Đấy, một cái mút bông, một cái mút len như này. Đó. Và bàn xoay, bàn xiếc rất là ngon luôn. Các bác chỉ cần lắp vào là sử dụng thôi. Đây, lắp vào đây là sử dụng này. Và cái này có thể cho dài ra như này này. Đấy. Xoay xiếc rất là ngon luôn. Lên mã giúp cho em đó là một cái mã sản phẩm cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đó. Đây. Đấy, tay nắm các thứ cầm rất là ngon nhá. Đây. Con này thì dùng rất là tuyệt vời luôn. Mã này thì các bác lên cho em là thùng lau nhà nhá. Giá của nó sẽ là 250.000. Con này thì cực kỳ dày dẫn và chắc chắn cho các bác luôn. Dùng rất là thích luôn, thùng lau nhà 250.000 này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một cái mẫu chổi tách nước này. Con này thì các bác cũng lắp vào cho em. Đó. Đây. Nó có ba cái đoạn tay cầm như này. Đấy, các bác cho vào đây, mình xoay là nó sẽ tự tách nước cho các bác luôn. Thì con này lên cho em là chổi tách nước nhá, chổi tách nước. Giá của nó sẽ là 180.000 thôi. Lên cho em là chổi tách nước 180.000. Đây. Đấy, lắp vào nó đúng như trên hình như này các bác này. Đây. Lắp vào khi các bác lau nó sẽ tách nước cho các bác luôn. Đấy, nước bẩn nước sạch nó sẽ tách ra làm đôi, rất là tiện ích luôn. Con này thì thùng của nó cũng rất là dày dẫn chắc chắn nhá. Đấy, nó sẽ có quai sách như này rất là tiện luôn. Đấy, tách nước xong thì nước bẩn nó sẽ xuống dưới, thì các bác xả ra cái khay này cho em. Lên cho em là chổi tách nước nhá. Giá của nó sẽ là 180.000. 180k cho cái mẫu chổi tách nước như này. Tiếp theo thì các cái mẫu đồng hồ thì bên shop lại tiếp tục về. Cái này kiểm tra chưa? Đúng loại hết rồi gì? Con này thì sẽ là đồng hồ hả? Con này sẽ là đồng hồ cơ La Mã nhá. Lên cho em là đồng hồ cơ La Mã này. Con này giá của nó sẽ là 470.000. Đó. Đồng hồ cơ và số của nó là số La Mã như này. Đấy, automatic tự động, hàng siêu đẹp luôn. Đó. Lên cho em là đồng hồ cơ La Mã. Giá sẽ là 470k nhá. 470.000. Đó. Các bác lên cho em là đồng hồ cơ La Mã. Đấy, đồng hồ cơ La Mã này. Đấy, cơ La Mã nhá. Giá sẽ là 470k này. 470.000 cho con đồng hồ cơ La Mã như này. Đấy. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái con đồng hồ Rolex nhá. Đồng hồ Rolex giá của nó sẽ là 300.000. Em sẽ có cùng một con mặt đen và một con mặt vàng. Đấy, một con mặt đen, con mặt vàng như này. Giá sẽ là 300k. Bên em bao ship đến tận nhà. Con này thì đồng hồ này nó sẽ là dòng chạy pin nhá. Chạy bằng pin. Đó, đồng hồ Rolex. Con này thì giá của nó sẽ là 300.000 một con. Có mặt đen, mặt vàng không nhá. Tiếp theo thì nó sẽ là con đồng hồ Orin nhá. Đấy, con đồng hồ Orin như này. Con này thì 260.000. Đó. Con này các bác lên cho em là đồng hồ SK nhá. Đồng hồ SK. Giá sẽ là 260.000 cho con đồng hồ SK như này. Các bác lên cho em là đồng hồ SK nhá, đồng hồ SK. Đấy, SK Orin giá sẽ là 260.000. Con này thì siêu đẹp luôn. Đó, siêu đẹp luôn. Cũng chạy bằng pin nhá. Có đầy đủ giờ giấc, lịch các thứ đàng hoàng cho các bác luôn. Giờ lịch các thứ đầy đủ cho các bác luôn. Con này thì sẽ là 260.000. Đấy, các bác lên cho em là đồng hồ SK nhá, đồng hồ SK. SK giá sẽ là 260k nhá. 260.000 một chiếc. Đó, thì bên em đang có 3 mẫu đồng hồ như vậy, 4 mẫu đồng hồ như vậy các bác nhá. Đây, đồng hồ Rolex này, Rolex mặt đen mặt vàng nhá, mặt đen mặt vàng. Đó, 300.000, đồng hồ SK 260.000 và đồng hồ cơ La Mã nhá. Cơ La Mã thì sẽ là 470.000 cho con cơ La Mã như này. Đấy, 470.000 cho con cơ La Mã. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái chai xịt chuột nhá. Xịt chuột của Nhật thì sẽ là 35.000 và xịt chuột của Thái thì sẽ là 45.000. Đấy, đều là dùng để xịt chuột hết nhá. Xịt chuột của Nhật là 35.000, xịt chuột của Thái là 45.000, chuyên để xịt chuột nhá. Hàng made in Japan này. Đó, made in Japan. Đây các bác quan sát này. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái thuốc trị đau đầu này, 90.000 một hộp như này. Cũng là hàng của Nhật nhá, chuyên trị đau đầu. Bác nào bị đau đầu kinh niên thì dùng cái này cho em. Thuốc trị đau đầu 90.000 một hộp nhá. Hàng của OTC của Nhật này. Đấy, 90.000 một hộp thuốc trị đau đầu nhá. Tiếp theo thì nó sẽ là một cái con vòi nối nhá. Đấy, một con vòi nối như này giá sẽ là 70.000. Các bác về các bác xoáy vào các cái đầu nguồn nước cho em. Đó,
có điều chỉnh các cái chế độ nước này. Đấy, lên cho em là vòi nối nhá, giá sẽ là 70.000 cho một con vòi nối như này. Về xoáy vào cái đầu vòi nước này, các cái đầu vòi chậu rửa các kiểu này. Đó, để các bác có thể vừa ngót nghéo vừa tạo tia nước, 70.000. Tiếp theo thì sẽ là cái nước hoa. Các bác lên mã giúp cho em là nước hoa Dubai nhá, nước hoa Dubai. Đấy, made in Dubai này. Một hộp này của nó thì sẽ là có 5 hộp nhỏ nhá. Một hộp có sẽ có 5 hộp nhỏ như này. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 60.000. 60.000. Đây nó sẽ là dòng nước hoa chiết, nó nhỏ và ít thôi. Đấy, nhưng mà mùi của nó rất là thơm, mùi thơm dịu nhẹ dễ chịu luôn nhá. Đó. 60.000 cho một 60.000 cho một lọ như này, một lọ này 60.000 cho một hộp này, một hộp này của nó sẽ là bao gồm là 5 lọ made in Dubai nhá. Đấy, lên cho em là nước hoa Dubai 60.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái bút lông nhá, bút lông 20.000 ba cái, và một hộp này là 10 cái là 50.000, 2 4 6 8 10. Hộp này 10 cái là 50.000. Đây, em đang viết đây, viết rất là ngon luôn các bạn này. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là bút lông, đây cái bút em đang viết đây. Đó, 20k nhá, 20k là bằng 3 cái này. Đó, và 50k là sẽ là bằng 10 cái luôn. 50k là 10 cái nhá, tức là một hộp này luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái vật pickapone nhá. Đấy, 150.000 cho cái bộ vật pickapone như này. Đấy, để cho các bác chơi. Con này thì đa di năng. Đấy, không những là chơi một vật này thì sẽ có một đôi vật này. Đấy, chơi rất là ngon luôn nhá. Đấy, chơi rất là ngon luôn các bác thấy không? Để các bác chơi đánh rất là ngon luôn. Đó, 150.000 một bộ, bao gồm là 2 vật và 4 quả cầu. Để các bác có thể thoải mái chơi với nhau rất là tiện ích luôn. Đấy, vật pickapone 150.000. Tiếp theo thì sẽ là cái con massage cổ vai gáy nhá. 320.000 cho con massage cổ vai gáy như này. 320k chuyên trị đau mỏi cổ, đau mỏi vai gáy này. Khi bật thì các bác giữ lì cho em nhá. Giữ lì cái phím nguồn này là nó sẽ chạy này. Đấy, chuyên trị đau mỏi cổ, đau mỏi vai gáy này. Còn khi tắt thì các bác chỉ cần nhấn một phát là nó tắt, còn khi bật thì giữ lì cho em. Các bác đeo vào cổ cho em nhá. Đeo vào cổ, đeo vào vai và gáy cho em rất là tiện luôn. Massage cổ vai gáy 320.000. Tiếp theo nó sẽ là một con nồi cơm sáp nhá. Nồi cơm sáp. Hàng thì nó sẽ có lô màu trắng, có lô màu đen. Giá sẽ là 500.000 một chiếc. Hàng của thương hiệu sáp của Nhật, mới tinh, nguyên đai nguyên kiện như này nhá. Nồi cơm sáp dùng cực kỳ là ngon luôn các bạn này. Đấy, dùng cực kỳ là ngon luôn. Đấy. Sản phẩm thì sẽ kèm cho các bác là một cái khay hấp như này. Cáp các thứ đầy đủ luôn. Đấy, mâm thì rất là dày các bạn. Nồi siêu dày luôn, nồi siêu dày các. Nồi này của nó dày lắm, nồi dày chống dính nhá. Và cái chế độ của nó là nó sẽ là cái dòng mà nồi theo kiểu là nồi đất như này. Đấy, thì giữ nhiệt rất là tốt nhá. Đấy. Có âu đông gạo, có môi đàng hoàng đây. Rất dày dẫn chắc chắn luôn. Hàng cực kỳ chất lượng xịn sò luôn. Đó. Rất là ngon lành như này các bác nhá. Đó. Thương hiệu sáp này. Đấy, lên cho em là nồi cơm sáp nhá. Giá sẽ là 500k. Đấy. 500.000 cho mấy em nồi cơm sáp như này. Nồi này dùng thì miễn chê luôn, rất là ngon lành cành đào luôn các bạn. Đấy, rất là ngon lành luôn. Lên cho em là nồi cơm sáp nhá. Giá sẽ là 500.000 cho một cái con nồi cơm sáp như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái giá vo gạo này. Đấy, đây nó sẽ làm con giá vo gạo như này. Đây. Con này thì giá của nó sẽ là 90.000. Giá vo gạo inox 90.000. Chiều dài của nó thì vào khoảng là gần 30cm nhá, tính cái viền này nhá, phủ bì nhá. Đó. Khi các bác vo gạo thì gạo rót nước nó sẽ đọng ở đây rất là tiện ích luôn. Đấy, lên cho em là giá vo gạo, giá của nó sẽ là 90.000. Tiếp theo thì ổ điện xanh trắng nhá. Đấy, ổ điện xanh trắng đây. Con này thì rất là tiện luôn. Con này thì nó sẽ có cho các bác là 3 chân cắm USB và 6 ổ cắm này, 1 2 3 4 5 6. 3 chân cắm USB, 6 ổ cắm. Đây, có công tắc đóng ngắt rất là tiện luôn. Đó, 3 chân cắm USB luôn rất tiện nhá. Lên mã giúp cho em là ổ xanh nhá. Giá của nó sẽ là đi lên cho em là ổ xanh trắng nhá. Ổ xanh trắng có lô thì về màu xanh, có lô thì về màu trắng. Lên cho em là ổ xanh trắng, giá sẽ là 60k nhá. 60.000 cho cái ổ cắm xanh trắng như này. Tiếp theo thì nó sẽ có cho các bác là hai cái đuôi nhá. Con này thì về nhà các bác phải đấu dây nhá. Con này sẽ là 55.000. Còn con không đấu dây thì sẽ là 60.000 này. Đấy. Con này thì các bác lên cho em là đuôi hai đầu này. Đuôi hai đầu thì đuôi cảm biến hai đầu. Thì về nhà các bác xoáy vào cái quả bóng cũ, sau đó thì xoáy cái bóng mới vào đây là có cảm biến. Có người đi đến nó sẽ sáng và hết người thì nó sẽ tự tắt nhá, 60.000 nhá. Còn con này là 55.000. Con này thì về nhà các bác phải đấu dây nhá. Đấu dây cho em. Đấy, nó sẽ có sẵn dây ở đây, các bác phải đấu dây. Thì con này là 55.000. Các bác muốn mua loại nào cũng được, mua loại đấu dây cũng được, mà mua loại sẵn được đều là đuôi cảm biến hết, cảm biến chuyển động nhá. 60.000 và 55.000. Tiếp theo thì nó sẽ là cái lưỡi cắt sắt nhá. Đấy, lưỡi cắt sắt inox. Lưỡi bên em bán là lưỡi xịn, lưỡi đỏ.
Còn nhiều chỗ họ bán cho các bác nó là cái dòng lưỡi xanh, lưỡi vàng thì nó rẻ hơn. Lưỡi đỏ này là hàng lưỡi đắt tiền nhất đây. Kích thước của nó này, 107 x 1.2 x 16 mm nhá. Hàng lưỡi đỏ cao cấp của Nhật nhá. Giá sẽ là bên shop bán theo combo nhá. Đấy. Mua lẻ sẽ là 70.000 một chục nhá, 70k trên 10 viên. Đấy. Còn là các bác mua theo combo thì nó sẽ là như sau. Đấy. Mua combo thì một vỉ này là 25 viên. Đấy. 25 viên thì sẽ là đi 25 viên này. 25 viên. 25 viên thì sẽ là 130.000, 130k. Đấy. Còn nếu các bác mua là đi 50 viên. 50 viên thì giá của nó sẽ là 230.000 và bên em bao ship. Còn nếu mà mua 100 viên nhá, 100 viên thì nó sẽ là 100 viên một hộp thì nó sẽ là bán lẻ là sẽ là 7k một viên nhá. Đấy, còn mua 25 viên là 130 này. Đấy, 50 viên là 220.000 thôi, 220.000. 100 viên là đi 380.000 nhá, 380.000. Đấy, tính vào chỉ có 3.800 một viên thôi. Đấy, các bác mua là nếu 100 viên thì 3.800, còn mua lẻ sẽ là 7k. Và bên em bán là từ 33 lưỡi trở lên nhá. 3 lưỡi thì tính cho các bác là 20.000 3 lưỡi. Đấy. Tiếp theo thì sẽ là cái máy mài gót chân nhá. Con này các bác chuyên dùng để mài gót chân rất là ngon luôn. Đấy. Đấy, đẩy lên cho em này. Mài gót chân thì hoặc các cái phần tay các bác bị da khô nứt nẻ này. Đấy, da bị khô này. Đấy, bong chốc này. Các bác mài đi cho em, rất là ngon luôn nhá. Đấy. Mài này, đấy các bác xem. Các cái phần chân của các bác bị khô nứt nẻ mài đi cho em rất là ngon luôn. Đấy, về nhà các bác sạc pin vào. Có kèm củ sạc các thứ, à dây sạc rồi thêm một viên đá nữa. Đó, giá sẽ là 90.000 nhá, 90.000. Đấy, 90.000 cho một con máy mài gót chân như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là kia con dao. Các bác lên mã giúp cho em đó là con thái lỗ này, hàng thương hiệu Kai của Nhật đây. Đấy, Kai made in Japan này. Đó, đây, rất là xịn sò luôn. Lên cho em là dao thái lỗ nhá. Con này thì siêu bén rồi, giá rất hợp lý cho bác luôn. Một con dao thái lỗ như này giá chỉ có cho các bác là đi 120.000 thôi. 120.000 con dao thái lỗ như này. Dao rất bén và ngon luôn. Dao thái lỗ 120k. Rồi, ok. Hello, chào các bác quay trở lại với số Phạm Huấn nhá. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trúng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Hôm nay thì bên shop còn một ít cái dây điện nguồn nữa. Đấy, và dây ổ thì thanh lý nốt cho các bác nhé. Thanh lý nốt cho bác này. Đó. Đây. Con này thì các bác lên cho em là ổ trắng nhá. Con này thì bao gồm cho các bác là hai cổng USB này và các cái ổ cắm như này. Đó. Con này thanh lý nốt cho các bác với giá đó là 40k nhá. 40k cho con ổ trắng này. Tiếp theo thì là cái mã N25 này. Con này thì thanh lý cho các bác với giá đang bán là 50.000 này. Thanh lý nốt cho các bác với giá đó là 40.000 nhá. 40.000 cho cái ổ N25 như này. N25 40.000 này. Tiếp theo thì con dây nguồn mã số 7 này. Con này đang bán là 201 này. 201 đây, dây nguồn như này. Thanh lý cho các bác này. Đấy. Con này thanh lý nốt cho các bác với cái giá đó là 150.000 nhá. 150.000. Lên cho em là mã số 7 này. Tiếp theo thì nó sẽ là mã số này. Con này nó sẽ là cái mã số 4 này. Con này mã số 4 nhá. Mã số 4 220. Thanh lý nốt cho các bác với giá đó là 160 này, 160 này. Đó. Đây thì em còn mấy quận nữa. Đấy, mấy quận nữa thì sẽ bán cho các bác là đồng giá 40.000 một quận nhá. Đấy, 40.000 một quận. Đây. Còn như vậy là hai quận 40.000 này. Hai quận này là 40.000 này. Đấy. Còn hai quận này thì to hơn thì sẽ là 100.000 một quận này. 100.000 một quận này. Đấy. Hai quận 40.000, hai quận 100 này. Đấy. Một quận này cũng mã số 6 này đang bán 109 này. À, mã này mã số 9 này. Mã số 6 đang bán 109. Cũng thanh lý nốt cho các bác với giá đó là 130.000 này, 130.000 này. Đấy. Còn lại là một số cái ổ này. Ổ này thì ổ N9 này. Ổ N9 110 thanh lý nốt cho các bác với giá là 1 2 3 4 5 một cắm như này. N9 110 thanh lý cho các bác với cái giá đó là 70.000 này, 70.000 ổ N9 này.
N18 này, 120 thanh lý 80.000 này. Tiếp theo là cái ổ này là H5 này, 150.000 thanh lý nốt cho bác với giá là 70.000 này. Đó. Ổ N4 này, 120 thanh lý nốt cho bác với giá đó là 80.000 nhá, 80.000. Đấy, dây to, ổ to, hàng chất lượng cho các bác luôn. Đó là một số các mã thanh lý của bên em. Đó, thanh lý nhanh cho các bác. Ok. Hello, chào các bác, quay trở lại với số Phạm Huấn nhá. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh bị trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Đấy. Các bác có thể gọi điện cho bên em bằng hai số điện thoại ở dưới góc màn hình nhá, dưới góc hai bên màn hình. Đừng quên cho em xin một nút like các bác nhá. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái cọ lưng nhá. Đấy. Cái các bác lên cho em là dây tắm như này, giá sẽ là 15.000 trong cái dây tắm như này nhá, 15k trong cái dây tắm như này. Cái này để kỳ cọ lưng rất là thích luôn. Đó, bằng cao su non, rất là mềm mại, có thể co giãn, các bác dùng để tắm mình kỳ cọ lưng rất là thích. Lên cho em là dây tắm giá sẽ là 15.000 này. Tiếp theo thì sẽ là cái cặp lồng tầng nhá, cặp lồng tầng giá là 80.000. 80.000 cho một con cặp lồng 4 tầng như này. Đấy, các bác mở nắp ra. Đây. Đấy, vừa là nắp vừa là bát luôn. Đấy. Và nó sẽ có cho các bác là từng tầng một như này nhá, từng tầng một như này. Đó. Từng tầng một này rất là tiện luôn. Đó. Vừa là nắp vừa là bát luôn. Cặp lồng tầng giá của nó sẽ là 80.000 cái cặp lồng tầng này. Đấy, tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái con máy tiết kiệm điện nhá, máy tiết kiệm điện giá sẽ là 60.000. Đấy, con này thì hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn, về nhà các bác cắm trực tiếp vào cái ổ điện cho em, giúp cho các bác là tiết kiệm từ 30-5% điện năng. Lên cho em là máy tiết kiệm điện giá sẽ là 60.000. Những ngày qua thì mỗi người đều có những cách tiết kiệm rất là riêng, và biên tập viên Diệu Linh sẽ giúp chúng ta thấy được muôn cách tiết kiệm điện của cộng đồng. Một nhà vật lý học người Nhật đã nghiên cứu thành công thiết bị tiết kiệm điện, giúp cho hàng nghìn hộ dân Nhật Bản tiết kiệm được 50% tiền điện mỗi tháng. Nếu như trước đây hóa đơn điện của bạn là 800.000 thì sau khi sử dụng hóa đơn chỉ còn 400.000. Cách sử dụng vô cùng đơn giản, chỉ cần cắm vào ổ điện không cần rút ra, thiết bị sẽ làm cho công tơ điện của nhà bạn quay chậm lại, từ đó giúp bạn tiết kiệm điện một cách đáng kể. Bạn có thể dùng điều hòa. Đó, rất là ok các bác nhá. Tiết kiệm điện rất là ngon luôn. Tiếp. Con tiết kiệm điện thì 60.000 nha. Tiếp theo thì cái bình xịt nước này. Bình xịt nhớt, đầu vòi của nó có thể ngoắt nghéo được như này. Con này sẽ là 35.000 cho cái bình xịt nhớt như này. Đấy, chất liệu của nó thì bằng hợp kim sơn tĩnh điện. Đấy, sáng bóng đẹp cho các bác luôn. Các bác dùng để mình xịt nhớt, tra dầu, tra nhớt rất là ok nhá. Giá sẽ là 35.000 cho cái bình xịt nhớt như này nhá. 35k cho cái bình xịt nhớt như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác một cái mã sản phẩm đó là cái bánh xà phòng của Nhật nhá. Bánh xà phòng của Nhật giá sẽ là 40k cho một cái bánh như này, 40k cho một bánh xà phòng Nhật như này. Lên theo là bánh xà phòng Nhật 40.000 một bánh nhá, 40.000 một bánh xà phòng như này. Tiếp theo thì cái viên giặt xả của Nhật này, 5 trong 1 luôn. Đấy, cái này thì nó sẽ là một gói này là nó sẽ có 5 chi tiết trong một này, tẩy giặt xả thơm cho các bác luôn. Giá sẽ là 55.000 một bịch này. Một bịch này được khoảng 30 viên, 30 túi nhỏ, dùng thì rất là tiện. Giá thì sẽ là đây. Đấy, một bịch này của nó sẽ là 30 viên như này các bác này. Siêu thơm luôn, 30 viên như này, 30 gói như này. Về nhà các bác giặt quần áo các bác ném trực tiếp vào cho em. Đấy, là cái này nó sẽ là tự tan. Đấy, tự tan trong lồng giặt luôn, và nó sẽ giúp cho các bác là tẩy giặt xả siêu thơm luôn. Đấy. Một gói này của nó thì khoảng là từ 30 viên này nha, và một viên này giặt được từ 3-5 cân quần áo luôn. 55.000. Bên nhau là viên giặt xả này. Kéo vàng này, 30.000 một chiếc. 30.000 một chiếc kéo vàng của Nhật, Japan này, đó. 30.000 một chiếc, 100.000 bốn chiếc kéo vàng. Tiếp theo là bình bình nhiệt nhá. Đấy, lên cho em là bình thể thao. Dung tích là 1 lít. Dung tích 1 lít như này. Giá chỉ có 60 cành một cái thôi. 60 cành nhưng con bình nhiệt dung tích 1 lít như này nhá. Inox 316. 60.000. Giá sẽ là 60k nhá, 60k. Đó. 60.000 cho cái bình nhiệt như này. Lên cho em là bình thể thao. Giá 60.000, giá siêu rẻ luôn nhá. Siêu rẻ luôn. Bộ bài vàng này. Bộ bài vàng, bộ này thì nó sẽ là bài bằng nhựa, siêu mềm luôn. Đấy, các bác có thể là gấp vào cũng không bị gì luôn. Đó, gấp vào cũng không bị gãy nhá. Bài rất là đẹp như này. Đấy, gấp vào không bị gãy này. Đấy. Các bác thấy không? Đấy. Bộ bài vàng như này, thấy không? Dùng rất là thích luôn. 35.000. Lên theo là bộ bài vàng nhá. 35.000 này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái tỉa lông mũi này. 30.000 cho cái tỉa lông mũi như này, 30k một chiếc.
Đấy, dùng này tỉa lông mũi rất là ngon nhá. Đấy, bấm tỉa lông mũi rất là ngon và mượt luôn. Lên cho em là tỉa lông mũi 30.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là hai cái đuôi đèn cảm ứng nhá, đuôi đèn cảm ứng. Một cái đuôi thì là các bác về các bác xoáy trực tiếp vào cái đuôi cũ là xong, còn cái này thì về nhà các bác đấu nối nhá. Con đấu nối này thì sẽ là 55.000, còn con cắm trực tiếp, con xoáy trực tiếp này là 60.000 nhá, 60.000 đều là đuôi cảm ứng hết. Con này thì về nhà có dây thì về nhà các bác phải đấu dây thôi. Đấu dây vào cho em nhá. Đấy. Nó có dây về nhà các bác đấu dây vào cho em, đấu dây vào. Đó là xong. Còn con này thì về nhà các bác xoáy vào cái đuôi cũ. Đây, nó có đuôi như này. Về nhà các bác xoáy vào cái đuôi cũ sau đó thì xoáy bóng vào đằng trước này xong. Thì các bác muốn dùng loại nào thì dùng. Con này sẽ là 60.000, còn con này sẽ là 55.000 thì các bác muốn dùng con nào dùng. Tiếp theo là cái mũi khoan đa năng bao gồm cho bác là 5 mũi. 5 mũi, 2 mũi 6, mũi 8, mũi 10, mũi 12, 101 nhá. 26, 18, 110, 112, 110.000 cho cái bộ mũi khoan đa năng như này. Tiếp theo là cái nước hoa khách sạn nhá. Đấy, nước hoa khách sạn. Một hộp này của nó là 30.000, rất là thơm luôn. Nó có cái bấc ở đây, về nhà các bác cắm vào cho em này. Đấy, một cái lọ nước hoa khách sạn như này siêu thơm luôn. Giá chỉ có 30.000 thôi. Nước hoa khách sạn của Nhật các bác có thể để phòng tắm, nhà ăn, nhà vệ sinh, toilet đều ok hết, giá là 30.000. Dầu gội phủ bạc nhá. Đấy, dầu gội phủ bạc, hàng của Nhật, made in Japan. Đó. Thì cái này nam nữ đều dùng được cả, và các bác dùng cho em là nó sẽ được khoảng là từ nữ thì từ 3 đến 5 đầu, còn nam thì từ 7 đến 10 đầu. Đấy. Đấy, hàng của Nhật nhá, 100% là nội địa Nhật, dùng cực kỳ là thích luôn. Giá thì sẽ là 280.000. Bên em bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Đó, hàng của Nhật, made in Japan, dầu gội phủ bạc. Đấy. Nó là hàng tự nhiên nhá, dùng cực kỳ là tốt và an toàn luôn. Tiếp theo thì nó sẽ là một cái con bàn là hơi nước mini, có lắp hơi nước luôn nhá, có hơi nước luôn. Bàn là hơi nước mini 130.000. Đấy, 130.000, cực kỳ dày dẫn chắc chắn cho các bác luôn nhá, 130.000. Về nhà các bác chỉ cần là cho nước vào đây cho em này, cho nước vào đây cho em. Đó, đây. Các bác cho nước vào đây. Sau đó các bác ấn như này, đó, là cái hơi nước nó sẽ ra nhá. Rất là tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Đó, đây, có điều chỉnh các bác đầy đủ luôn này. Đấy, ấn xuống này. Rất là ngon lành luôn. Bàn là hơi nước mini nhá. Đấy, giá sẽ là 130.000. 130.000 cái bàn là hơi nước mini như này. Con này thì dùng rất là tiện, các bác dùng để mình mang đi du lịch các thứ rất là ok. 130.000 cái bàn là hơi nước mini như này. Tiếp theo là cái cặp lồng điện, giá sẽ là 175.000 cho con cặp lồng điện như này. Đầy đủ combo cho các bác luôn, một con cặp lồng như này nhá. Đấy, đây. Cặp lồng điện như này. Dùng rất là thích nhá. Đấy, có quai sách này. Đấy, quai sách này. Và ở đây thì nó sẽ là có cho các bác là hai tầng này. Hai tầng. Đấy. Mỗi tầng này của nó sẽ có hai cái âu như này. Đấy. Bây giờ mà nguyên các bác đi mua nguyên một cái âu inox như này thôi đã phải mất từ 3 đến 50.000 một cái âu như này rồi. Hàng inox siêu dày luôn. Rất dày, các bác nghe tiếng kêu đã thấy thích rồi nha. Đó. Cặp lồng điện như này, hai tầng luôn nhá. Hai tầng 4 cái âu như này. Dung tích của nó là 2 lít. Đấy, đây. Đó, thấy không? Và dưới này có cái mâm nhá, có mâm như này. Đó. Về nhà các bác cắm điện vào cho em. Đây, cắm điện ở đây. Đây là công tắc bật này. Đấy, và cắm điện ở bên hông này. Cắm điện trực tiếp 220. Đun nấu thoải mái luôn. Dây nguồn của nó đây, dây nguồn đây các bác này. Đó. Rất ngon lành cành đào cho các bác luôn. Combo cho các bác một cái cặp lồng điện như này đun sôi ùng ục luôn. Đấy, các bác có thể dùng để mình nấu cơm này, hoặc là mình dùng để chế biến thực phẩm, thức ăn đều ok hết nhá. Đấy. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác một cái bộ cặp lồng điện như này để mang đi du lịch này, đi học, đi làm, đi công tác đều ok hết nhá. Giá chỉ có 175.000 thôi. Giá siêu là rẻ luôn. Con này thì đun cực kỳ là tiện ích nhá. Các bác dùng để đun sôi đồ ăn, thức uống này. Đấy, có quay này, mang đi du lịch này, đi học, đi làm, đi công tác này. Điện 220V, dung tích là 2 lít. Có quai sách, quai đeo đàng hoàng, dùng thì siêu tiện dụng luôn. Đấy, rất tiện dụng nha. Đây, các bác quan sát này. Điện 220, 110 đến 220 này. Công suất của nó là 200W này. Đấy, các bác thấy không? Rất tiện ích luôn. Đấy, đây, rất là ngon lành các bác nhá. Đó, đây, đựng cơm canh vào đây này. Đấy, rất tiện ích luôn. Rồi, ok. Hello, chào các bác, quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn, nhận hàng, kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc không nhận hàng. Bên shop về một số các mã hàng thì em sẽ lên video để trân trọng gửi tới các bác nhé. Cái này bao nhiêu vậy? Hỏi lại. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho các bác cái
xẻng đa năng các bác nhá. Các bác lên cho em là xẻng đa năng. Đấy, lên cho em là cuốc xẻng được. Cái này nó là vừa là cuốc vừa là xẻng luôn. Đấy, các bác lên cho em là cuốc xẻng nhá. Đó, cuốc xẻng làm vườn. Đây. Đấy, nó sẽ là một cái cuốc xẻng làm vườn như này. Hàng thì có thể gấp gọn được, các bác có thể để trên ô tô này, để trên ô tô, xe máy, hoặc là các bác mang đi rừng đi phượt này. Hàng made in USA nhá. Hàng made in USA. Đó. Hàng made in USA các bác nhá, hàng của Mỹ cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Ở đầu này thì nó sẽ có cái la bàn này. Đấy, đầu này thì nó sẽ có cái la bàn. Cái này thì các bác có thể xoáy gọn vào nhá. Đấy. Các bác lên cho em đó là xẻng Mỹ đi. Đó, xẻng Mỹ nhá. Đó, lên cho em là xẻng Mỹ. Lên cho em là xẻng Mỹ nhá, rất là tiện ích luôn. Đó, gấp gọn vào cho em. Gấp gọn vào như này. Các bác bỏ vào trong cái túi này, nó sẵn có cái túi này luôn. Đó, lên cho em là xẻng Mỹ nhá. Giá thì sẽ là 100.000 cho cái bộ xẻng Mỹ như này. Đấy. Các bác lên cho em là xẻng Mỹ, giá của nó sẽ là 100.000. Ở đây thì nó sẽ bao gồm cho các bác là cán thì nó sẽ dài độ khoảng là cả xẻng cả đây. Đấy, cả xẻng cả cán thì nó sẽ dài khoảng là đi 30 phân. Đấy, 30 35 phân. Đấy. Còn nếu mà tính cả đầu xẻng thì nó sẽ dài hơn một chút. Đây, các bác có thể xoay như này. Xoay như này để mình làm xẻng này. Đấy, làm xẻng thì mình lại xoay như này để mình xúc này. Đó, rất tiện ích luôn. Đây. Đấy, made in USA. Nếu mà tính chiều dài cả xẻng thì nó sẽ vào khoảng 40 phân nhá, có cả khui bia luôn, cả khui bia, cả cưa này. Đấy, cả đầu xẻng như này, rất tiện ích luôn nhá. Giá thì sẽ là một con xẻng Mỹ như này. Lên cho em là xẻng lính Mỹ nhá, xẻng lính Mỹ. Giá sẽ là 100k. Đó. Các bác lên cho em là xẻng lính Mỹ này, đó, xẻng lính Mỹ. Lính Mỹ, giá của nó sẽ là 100k nhá. 100k cho con xẻng lính Mỹ như này, rất tiện ích luôn. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái mã sản phẩm đó là cái xay tiêu nhá. Đấy, một con xay tiêu như này. Hàng thì cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Giá của nó sẽ là 100k cho con máy xay tiêu như này. Đó, ở đây thì nó sẽ là một cái phần nắp để các bác đựng phần tiêu này. Một là các bác có thể đựng, hai là các bác xay trực tiếp vào thức ăn luôn. Đó, và các bác xoáy cái nắp này ra cho em thì mình có thể đổ tiêu vào đây, đổ tiêu vào đây nhá. Cho lượng bao nhiêu tùy mình. Thân của nó bằng inox dày dẫn chắc chắn nhá. Đấy, sau đó thì các bác cứ xoay này cho em. Xoay hai tay đảo nhau nhá. Đây. Đấy, các bác cứ xoay đảo nhau như này là tiêu nó sẽ rơi trong cái nắp này, hoặc các bác có thể xoáy trực tiếp mở cái nắp ra xoáy vào thức ăn luôn. Hai tay đảo chiều nhau là ok, là tiêu nó sẽ rơi ra thôi. Lên cho em là máy xay tiêu, giá của nó sẽ là 100k nhá. 100k cho con máy xay tiêu như này. 100.000 nhá, xay bằng tay cực kỳ là ngon luôn. Hàng nội địa của Nhật này, made in Japan nhá. Đó. Của thương hiệu Katoshi. Katoshi made in Japan. Lên cho em là máy xay tiêu, giá của nó sẽ là 100k nhá. Tiếp theo thì em lên cho bác cái bộ chuyên cối xay nhá, bộ chuyên cối xay. Bộ này thì sẽ là 180.000 cho một bộ chuyên cối xay như này. Đây. Đấy, 180k cho một cái bộ chuyên cối xay như này nhá. Đây. Ở đây thì nó sẽ là cái phần đế của nó này. Đấy, và đây là cái thống để các bác đựng cái nước nó chảy xuống này. Đấy, thống đựng nước này. Và đây là cái bộ chuyên này, đặt vào đây cho em. Đấy, khi các bác xoay ra thì xoay bằng nắp như này là nó sẽ chảy nước này, còn để ngang này thì nó sẽ không chảy nhá. Một bộ sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một chuyên để pha này. Đó, rất là đẹp luôn. Đấy các bác này. Rất là đẹp luôn các bác nhá. Đó, đây. Rất đẹp luôn. Và có cho các bác là 6 chén nhá. Đấy, 6 chén như này. Đây, 6 chén như này. Các bác có thể đặt trực tiếp ở đây hoặc là qua cái thống này. Các bác chiết nước qua cái thống này. Đó, xoay cho nước nó chảy này, xoay cho nước nó chảy. Đó, rất là tiện luôn. Sau đó thì các bác từ cái thống này các bác rót vào đây. Đó. Thì combo cho các bác luôn một bộ như này. Giá của nó sẽ là 180.000. Giá siêu hạt rẻ cho các bác luôn. 180k cho cái bộ chuyên cối xay như này nhá. Đấy, lên cho em là chuyên cối xay. Giá của nó sẽ là 180.000. 180.000. Giá thì cực kỳ hợp lý cho các bác luôn. 180k. Bộ sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một chuyên, một thống và 6 chén như này nhá. Lên cho em là bộ chuyên cối xay. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái máy sấy tóc nhá. Đây, máy sấy tóc này. Đó. Hàng thì nó sẽ là hàng của Nhật cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Sử dụng điện 220V nhá. Đấy. Con này thì giá của nó sẽ là 100. Máy sấy tóc này thì sẽ là 130.000 nhá, sử dụng điện 220V cực kỳ là khỏe luôn. Đó, có nấc này, rất khỏe. Con này bên em bán rất là nhiều rồi nhá. Máy sấy tóc 130.000 này. Tiếp theo thì nó sẽ là cái con bình tông này. Con này của nó thì dung tích của nó là 2 lít nhá, bình tông 2 lít cũng 130.000 luôn. 130.000 cho con bình tông 2 lít này. Hàng này cực kỳ chất lượng luôn. Hàng này thì nó sẽ là hàng của Nga nhá, bình tông của Nga. Đấy. Của Liên Xô cũ này, CCCP các bác nhá. Đấy, rất là ngon luôn. Quai đeo quai sách đàng hoàng, nắp chống mất luôn. Đó.
Con này thì các bác dùng để mang rượu đi nhậu này, mang nước đi học đi làm này, công tác rất là ok. 130.000. Tiếp theo thì nó sẽ là cái miếng dán thải độc chân nhá. Một hộp như này của nó thì sẽ bao gồm cho các bác là 50 miếng. Giá thì chỉ có 40.000 thôi. Các bác dán để giúp cho các bác thải độc gan bàn chân rồi các cái phần nào các bác bị đau nhức mỏi các bác dán vào cho em. Thải độc rất là tốt luôn, 50 miếng dán như này, 50 gói thuốc nhá. Đó, rất tiện ích luôn. Giá thì chỉ bằng một bát phở thôi. 40.000 cho một cái hộp miếng dán thải độc chân như này. Tiếp theo thì nó sẽ là một con nồi lẩu 2 tầng. 230.000 bên em bao ship tận nhà luôn. Đó, một con nồi lẩu như này. Con này thì nó sẽ là hàng đa di năng nhé. Các bác có thể dùng thì mình chiên rán xào nó được hết nhé. Đó, 2 tầng. Đây. Đấy, có chống dính luôn. Có chống dính nhá. Đấy, dung tích của nó thì cũng khá là lớn đấy. Dung tích của nó khá là lớn luôn. Đây. Đấy. Đây các bác này. Con này của nó thì nó sẽ là 650W, 220V, 50Hz các bác nhá. Đó, đường kính của nó là 28cm. Dán xào nấu đều được hết này. Đấy, các bác có thể dùng trực tiếp như này hoặc là dùng qua khay hấp này. Đó. Giá thì chỉ có cho các bác là 230.000 thôi. Lên cho em là nồi lẩu 2 tầng 230.000. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái mẫu kìm này. Đó, mẫu kìm thì nó sẽ có cho các bác là một mẫu kìm nhọn như này và một mẫu kìm đầu bằng như này. Đó. Kìm nhọn bằng này bằng tiền nhau à? Hai kìm này bằng tiền nhau à? Vâng, tiền 100. 100 à? Đấy thì các bác lên cho em là cái này lên tên nó là cái gì nhỉ? Các bác lên cho em là kìm đỏ nhá. Đấy, mặc dù nó là màu trắng đen như này nhưng mà các bác lên cho em là kìm đỏ nhá. Đấy, kìm đỏ. Giá thì sẽ là 100k một chiếc và có hai mẫu. Đó là một mẫu đầu nhọn như này và một mẫu là đầu bằng. Đó, đều là đa di năng, có tuốt dây rồi bấm cốt bấm kiếc đầy đủ cho bác luôn. Tuốt dây bấm cốt đầy đủ nhá. Đấy, tuốt dây bấm cốt đầy đủ như này. Giá thì sẽ là 100.000 một chiếc nhá, 100.000 một chiếc. Đấy, các bác có thể lấy đầu nhọn hoặc là lấy đầu bằng, tùy theo các bác. Lên cho em là kìm đỏ, đầu nhọn hoặc đầu bằng, giá đều là 100k một chiếc nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái con máy tiết kiệm điện nhá. Máy tiết kiệm điện, con này thì giá của nó sẽ là 60.000 một chiếc nhá. Con này các bác cứ cắm trực tiếp vào nguồn điện cho em, sẽ giúp cho các bác là tiết kiệm được từ 20 đến 30% điện năng nhá. Đó, cắm trực tiếp vào nguồn điện cho em. Máy tiết kiệm điện, giá của nó sẽ là 60k một chiếc. Tiếp theo thì em lên cho bác cái con đèn mang sông 120.000. Đấy, 120.000 cho con đèn mang sông như này. Con này thì các bác dùng sạc thôi. Đấy, nó dùng sạc nhưng mà rất là tiện này. Hàng của Nhật này, made in Japan này. Bật lên cho em này, nó rất là sáng luôn nhá. Các bác có thể để trên ban thờ này hoặc để ngoài trời này, nói chung là để đâu cũng được. Đấy, có cả chống nước luôn. Có mái che như này chống nước rất là tốt này. Đó, có điều chỉnh chiết áp sáng tối này thì để trên ban thờ cũng rất là đẹp luôn. Đấy, rất là đẹp nhá, rất sang xịn mịn luôn. Ở đây thì nó sẽ sử dụng cho các bác là một viên pin 18650 pin hãng. Về nhà các bác cắm sạc vào cho em là xong. Đó, cắm sạc vào. Hàng thì siêu chất lượng như bác luôn. Hỏng các bác thay pin, còn đèn LED này không bao giờ hỏng được nhá. Made in Japan, hàng nội địa của Nhật nhá. 120.000. Lên cho em là đèn mang sông nhá. 120.000. Có kèm cho các bác một cái cáp sạc luôn. Đó. Có kèm một cái cáp sạc đi kèm các bác nhá. Đi kèm một cáp sạc cho các bác luôn. 120.000 con đèn mang sông. Tiếp theo thì nó sẽ là 100.000 cho con đèn bão này. Đấy, con này nó sẽ là đèn bão. Con này thì cũng có kèm cáp sạc và cũng là pin tích điện. Ngoài ra thì nó sẽ có thêm cho các bác là một cái tấm pin năng lượng mặt trời, kèm thêm là một cái đèn và một cái quạt nữa. Đấy, đây. Vừa bật đèn vừa bật quạt được luôn. Có thể là cho các bác là vừa bật đèn vừa bật quạt từ 3 đến 5 tiếng nhá. Gió ù các bác này. Đấy, rất là mát luôn nhá. Quạt mát đèn sáng này. Giá chỉ có 100.000 thôi, 100.000 cho con đèn này nhá. Đấy, quay đeo quay sách đàng hoàng. Giá sẽ là 100k, lên đèn là đèn bão nhá. Có cả pin năng lượng mặt trời, có cả cổng sạc cho điện thoại đề phòng điện thoại của các bác hết pin nhá. Đấy đây, có cổng sạc cho điện thoại đàng hoàng. Đây. Đấy, đề phòng điện thoại hết pin. Đây, cổng sạc cho điện thoại đây. Rất tiện ích luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là 100.000 thôi. Ngoài ra thì bên shop có cho các bác cái quạt xanh nhá. Quạt này sẽ là 55.000 cho cái mẫu quạt xanh như này. 55.000 cho cái mẫu quạt xanh này các bác này. Đấy. Con này thì chỉ dùng được quạt thôi. Đấy, nhưng mà nó có thể là đẩy lên đẩy xuống này, rất là tiện luôn. Đó. Và có 3 cấp độ nhá. Số 1, số 2, số 3 các bác. Đấy, số 1, số 2, số 3 cũng khá là tít luôn. Các bác có thể đẩy lên đẩy xuống như này. Đấy, và gấp xoay các kiểu con này đều được luôn. Đó. Có 3 số luôn nhá. Con này thì đề phòng mất điện, nhà có trẻ nhỏ các thứ. 55.000 cho con quạt tích điện như này. Đấy, 55k. Lên cho em là quạt xanh 55.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái bộ thìa đũa nhá. 80.000 cho một cái bộ thìa đũa như này, 80k, bao gồm là
6 đôi đũa, 1 2 3 4 5 6 đôi đũa và 6 cái thìa. 80.000 cho 12 món này. Xìa cực kỳ dày dẫn chắc chắn và đẹp nhá. Chất liệu su 304 này, su 304 siêu dày dẫn và đẹp luôn. Đó, 80k cho 12 món. Đấy, 12 món mà 80.000, giá siêu hời cho các bác luôn. 80k thôi. Lên cho em là set thìa đũa 80.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái giấy lau giày nhá. 20.000 một bịch và mua 3 bịch là 50.000 nhá. 3 bịch là 50.000. Đấy, ở đây thì nó sẽ có các cái giấy nó đã tẩm ướp sẵn các cái dung dịch tẩy rửa rồi. Đấy, các bác chỉ cần là bóc ra, sau đó thì mình lấy cái tờ này, mình lau giày lau dép thôi, nó sẽ có xà bông như này các bác này. Đấy, giúp cho các bác lau sạch các cái vết bẩn trên giày dép luôn, không phải giặt. Các bác nhá, giấy lau giày giá của nó sẽ là đây. Đấy, các bác thấy em lau này. Đấy, lau mà cái vết mực của nó còn sạch đi này luôn là các bác biết rồi. Đấy, nó tẩy rửa rất là tốt và an toàn luôn. 20.000 một bịch và 50.000 ba bịch các bác nhá. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái bẫy chuột thông minh nhá. Bẫy chuột thông minh 15.000 một chiếc các bác này. Đó, thấy các bác nhạy không? Đó, các bác chỉ cần là ấn này thôi xong. Sau đó thì các bác để vào cái đường đi, để vào cái đường đi của chuột nhá. Đấy, để vào cái đường đi của chuột giúp cho em. Đấy, khi mà con chuột nó chạy qua nó chạm bẫy này. Đấy, thấy không? Rất nhạy luôn. 15k một chiếc nhá. Lên cho em là bẫy chuột thông minh 15k một chiếc này. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái ổ điện sạc nhanh nhá. Đấy, đây nó sẽ làm cái ổ điện sạc nhanh như này. Rất là tiện các bác nhá. Dây dài khoảng từ trên 1 mét nhá. Dây dài khoảng trên 1 mét như này. Bao gồm cho các bác là 4 chân cắm USB này. Đấy, một đầu chân cắm như này, một chân sạc nhanh. Rất là tiện luôn. Giá của nó sẽ là 150.000. 150.000 có cả cổng sạc nhanh cho điện thoại nào phù hợp thì mới sạc được nhá. Đấy, còn lại là chủ yếu là chân ổ cắm các thứ công tác thôi. Chứ có sạc nhanh thì tùy thuộc vào mẫu điện thoại các bác nhá. Cái này thì bên em không có bảo hành đâu. Tiếp theo là con máy xay sinh tố. Cái này nó là máy gì đây Phương? Con này giá của nó sẽ là 245.000. Này tên nó là cái gì? Máy xay cầm tay. Máy xay cầm tay nhá. 245.000 cho con máy xay cầm tay như này. Con này rất là tiện luôn. Ví dụ các bác dùng nó, ví dụ như là các bác dùng đồ ăn thức uống, mình đưa vào mình cắm điện cái này, mình bật số là xong. Rất là tiện. Đấy, nó sẽ xay cho bác rất tiện luôn, để trong cốc xay được luôn, không cần phải mất thời gian rửa tráng bình cái thứ, nó rất là bất tiện nhá. Đấy, rất là sạch sẽ luôn. Giá thì sẽ là 245.000 máy xay cầm tay này. Đây. Đây các bác có thể đưa trực tiếp vào trong cốc này. Đấy, đưa trực tiếp vào cốc mình xay được luôn, không cần phải dùng đến gọi là các cái máy xay lòng ngoằng nữa. Điện 220 300W nhá, 300W. Đây em sẽ cho các bác xem video thực tế luôn. Đây các bác này, đó mình có thể xay cháo, xay bột, xay sinh tố này. Đấy, đưa vào xoong ngoáy phát này là xong luôn. Đó, rất tiện nhá. Đấy, rất là tiện này. Các bác thấy chưa? Đó, chỉ cần là bóp cái là xong. Nó rất là tiện luôn. Đấy, xay cháo, xay cơm, rồi xay đồ ăn, thức uống. Rất là tiện này. Đó, rau củ quả nhá, rất tiện ích luôn. Đó, rất tiện luôn nhá, 245.000. Lên cho em đó là máy xay cầm tay 245.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái chổi lau kính nhá. Chổi lau kính, lên cho em là chổi lau kính, con này sẽ là 50.000. 50.000 cho cái chổi lau kính như này. Rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn, khá là dài và các bác dùng nó rất là tiện ích luôn. Đây em sẽ có cái video cho các bác xem. Đây các bác này, đó. Rất là tiện luôn. Đó, các bác thấy không? Đây. Nó có hai đầu, một đầu bàn chải và một đầu mút. Đấy, các bác có thể kỳ cọ đánh rửa các ngóc ngách, xoay 360 độ lau kính, cọ nhà vệ sinh được hết nhá. Rất tiện ích luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là đi 50k thôi. Lên cho em là chổi lau kính nhá, giá sẽ là 50.000. Lau kính kỳ cọ nhà vệ sinh rất là đa di năng luôn. Đó. Tiếp theo thì các bác lên cho em đó là một cái ổ điện như này các bác này. Đấy, một ổ điện như này. Thì con này thì giá sẽ là 65.000. Đấy, 65.000. Các bác lên cho em là ổ B1 nhá. Ổ B1 giá sẽ là 65.000 cái ổ B1 như này. Lên cho em là ổ B1 này. B1 giá sẽ là 65k. Đó, 65.000. Con này thì hàng chống va đập nhá, hàng chống va đập. Các bác có thể đập thoải mái luôn này các bác này. Đập thoải mái luôn, rất ok luôn nhá. Đấy, không hề hấn gì luôn. Ổ chống va đập như này giá sẽ là 65.000 nhá. Lên cho em là ổ B1 65.000. Ba ổ cắm có đèn báo, rất ok. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like nhá, xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho các bác cái điện thoại 2 SIM 4G nhá. 2 SIM 4G giá của nó sẽ là 490.000.
Đấy, 490.000 cho một con điện thoại 2 SIM 4G hàng của Nokia nhé. Hàng này hàng của hãng Nokia này, các bác yên tâm mà sử dụng rồi. Đó, hàng của Nokia 105 4G Pro nhé. Hàng này là hàng 4G cho nên các bác yên tâm sử dụng luôn. Hàng nguyên đai, nguyên kiện, nguyên hộp nhé. Sản phẩm các bác nhận hàng sẽ bao gồm là một điện thoại Nokia này. Hàng này của nó là pin trâu, pin khủng nhá. Đấy. Hàng này là pin trâu, pin khủng, pin to luôn. Các bác thấy không? Đây. Đấy, quả pin của nó cực kỳ khủng luôn. Đây. Pin rất khủng luôn nhá. Hàng của thương hiệu Nokia. Pin này của nó phải gọi là dòng pin siêu khủng luôn. Đấy, pin siêu khủng luôn nhá. Đó. Hàng của hãng Nokia, bàn phím bàn phiếc cực kỳ mượt và ngon luôn. Đó. Có đầy đủ cho các bác nhá. Pin này. Đấy. Pin trâu nhá, pin to, pin trâu này. Đấy, một cái cáp sạc này, một cáp sạc, một pin trâu. Đấy, một cáp sạc, một pin trâu như này. Đó. Điện thoại thì rất là ngon luôn nhá. Điện thoại rất là ngon luôn. Tiếng Việt, hàng của thương hiệu Nokia, lắp 2 SIM thoải mái nhá. Ngoài ra thì có cả đèn pin chiếu sáng cho các bác luôn nhá. Có cả đèn pin chiếu sáng đây, đèn bật chiếu sáng đây. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác một con điện thoại 2 SIM Nokia như này. Giá của nó sẽ là điện thoại 2 SIM 4G, giá của nó sẽ là một chiếc như này là 490.000 nhá. 490.000, bên em bao ship đến tận nhà cho bác luôn, điện thoại 2 SIM 4G 490.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái mẫu thìa nhá, thìa sẽ là 10k một chiếc thìa như này. Đấy, thìa bạc nhá. Các bác lên cho em là thìa bạc 10.000 một chiếc, và bác nào lấy cả chục thì sẽ là 80.000. Các bác có thể dùng để ăn cơm, ăn phở, ăn cháo đều được nhá. Hàng inox 304 có đánh nhám chống trơn trượt này, hàng rất là đẹp luôn. Đấy, lên cho em là thìa bạc 10k một chiếc, mua lẻ, còn là mua cả chục thì sẽ là 80.000 một chục nhá. 80.000 một chục, hàng to dày dẫn chắc chắn. Đấy, rất ngon lành luôn. Tiếp theo là hai cái mẫu môi nhá, hai cái mẫu môi như này thì 40.000 một chiếc các bạn, 40.000 một chiếc. Nó sẽ có môi lỗ và môi lỗ và môi đặc nhá. Đấy. Con này nó sẽ là môi lỗ này. Đấy, môi lỗ như này. Thì các bác có thể dùng để ăn phở, rồi nói chung là đa di năng luôn, rất dày dẫn nhá. Rất dày dẫn để mình chế biến đồ ăn thực phẩm này. Hàng này của nó thì nó sẽ là hàng đặc hết như này nhá, hàng đặc hết như này cho nên các bác dùng nó rất là thích đây các bác này. Đó. Đặc hết như này rửa giấy nó dễ này, múc cũng rất là ngon luôn, không bị lửng chừng nhá. Đó, rất là ngon như này. 40.000 một chiếc không? Rất là dày luôn, 40.000 một chiếc. Đấy, 40.000 một chiếc các bác nhá. Đó, 40.000 một chiếc thôi. Giá rất hợp lý luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái hạc đồng nhá. Đấy, một con hạc như này giá sẽ là 70.000 và cái 70.000 một con hạc, còn cái chầm hạc này thì sẽ là 60.000 nhá. Chầm hạc là 60.000. Đây. Đấy, đây nó sẽ là một con hạc như này. Đấy, một con hạc rất là đẹp luôn, bằng đồng. Và về nhà thì nó sẽ là một con hạc và một cái lư sen như này. Các bác đeo vào cái miệng nó cho em. Đó. Mình để trên ban thờ hoặc là các bác để trên bàn. Đấy, để trên bàn mình buổi sáng hoặc lúc nào mình cần tĩnh tâm thì mình cho nhang vào, cho nhang vào mình sử dụng nhá. Đấy. Lên cho em là hạc đồng nhá. Hạc đồng này thì sẽ là 70.000, 70.000. Đấy. Các bác xoáy ra cho nhang vào đây cho em. Đấy, sau đó thì mình đậy nắp vào. Đấy, rất là đẹp luôn. Đó, để trên ban thờ hoặc là các bác sử dụng trực tiếp rất là ok. Lên cho em là hạc đồng giá sẽ là 70.000. 70.000 cho một cái con hạc đồng như này. Còn bên shop có bán kèm cả nhang luôn. Nhang hạc thì sẽ là 60.000 nhá. 60.000 cho 60.000 cho một cái hộp nhang. Đây. Đây là hộp nhang này, 60.000 hộp nhang đây. Đấy, hộp nhang này thì nhang trầm tương đối là thơm luôn. Đó. Thì các bác lên cho em là nhang hạc là 60.000, còn là hạc đồng là 70.000 nhá. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái bộ ba móng Đức nhá. Đây nó sẽ là một cái bộ ba bấm móng như này. Rất tuyệt vời cho các bác luôn. Bộ ba bấm móng rất tuyệt vời nhá. Hàng của thương hiệu Winling, hai hình người của Đức, hàng nguyên tem, nguyên đai, nguyên kiện này các bác. Đấy, nó sẽ là bộ ba bấm móng 90.000, hàng thương hiệu Winling của Đức nhá. Nó sẽ bao gồm là ba cái bấm móng này. Đấy, ba bấm móng như này đựng trong hộp nhôm xịn sò luôn. Đó, rất chất lượng đây. Ba chiếc như này. Và giá thì sẽ là 90k nhá. Hàng cực kỳ là ngon luôn. Bấm móng tay, móng chân tanh tách luôn các bác này. Đấy, bấm rất là ngon luôn các bác theo. Đó. Bấm tanh tách luôn. Đó, đây. Rất là phê các bác nhá. Đó, rất là phê luôn. Đó. Sẽ có cả một cái bấm khóe như này để các bác đưa vào những cái khóe tay, khóe chân. Những cái vị trí mà các bác bấm nó khó thì các bác đưa vào những cái khóe này cho em này. Đấy. Đưa khóe cho em. Đó. Các bác vừa bấm vừa mài đi cho em. Đó. Có cả phần mài luôn nhá. Đó. Một cái bộ ba bấm móng Đức như này. Giá chỉ có 90.000 thôi. Lên cho em là bộ ba móng Đức nhá. Giá sẽ là 90k.
hàng trong hộp như này. Đấy. Bộ này thì đợt này nó sẽ có cho các bác thêm một cái mài này luôn. Đấy. Hàng này thì đợt này sẽ được tặng thêm một cái mài nhá. Đấy. Có hàng thì có đợt có đợt không, cho nên là các bác cũng thông cảm cho em. Hàng về theo lô, lô này là sẽ được tặng thêm một cái mài nữa. Đấy. Thì có đợt có đợt không nhá. Giá thì sẽ là 90.000. Lên cho em là bộ 3 bấm móng Đức giá 90.000. Tiếp theo thì nó sẽ là cái keo dán tôn 5 phân 20.000 một cuộn. Đây. Các bác vệ sinh cái phần tường bị mái bị nứt đi sau đó thì các bác lột ra dán cho em. Cực kỳ là nhạy và tốt luôn. Keo dán tôn 50.000. Tiếp theo thì nó sẽ là một cái bát pha mì như này nhá. Đấy, lô này về thì được tặng thêm một cái thìa nữa. Đấy, có lô có lô không nhá, em nói thẳng thế luôn. Đó. 40.000 nhá. 40.000 cho một cái tô mì như này. Đấy, giá thanh lý giá tốt cho bác luôn, 40.000. Lên cho em là tô mì nhá, tô mì 40k. Đó, giá hợp lý luôn. Tiếp theo thì sẽ là cái bộ ba hũ gia vị này. Bộ ba hũ gia vị giá của nó sẽ là 60.000 cái bộ ba hũ gia vị như này. 60k cho một cái bộ ba hũ gia vị như này các anh nhá. Đấy, 60.000 thôi. Tiếp theo là mẫu kìm đỏ này. Bên em lên tên nó là kìm đỏ nhá. Nó sẽ có đầu bằng và đầu nhọn, giá thì đều là 100.000 hết nhá. Giá đều là 100.000 cho một chiếc. 100.000 cho một chiếc kìm như này. Tiếp theo là đến cái con nguồn nồi cơm các bác nhá. Đấy, nguồn nồi cơm này. Nguồn này thì để các bác cắm nồi cơm cho em, 30.000 một chiếc nhá. 30.000 một cái dây nguồn như này. Dài thì nó vào khoảng là từ 1,5 m các bác. Đấy, khoảng 1,3 m đến 1,5 m. Khoảng 1,3 m đến 1,5 m. Hàng loại dài cực kỳ là dày dẫn chắc chắn luôn nhá. Đấy, nguồn nồi cơm như này để các bác cắm nồi cơm cho em. Lên cho em là nguồn nồi cơm nhá. Giá chỉ có 30 cành thôi. 30k cho một cái dây nguồn cắm nồi cơm như này nhá. Giá cực kỳ hợp lý cho bác luôn. Đó. Tiếp theo nó sẽ là một con ép tỏi này. Giá sẽ là 100.000 cho một con ép tỏi như này. Đấy, các bác cho tỏi, cho hành, cho tiêu, cho ớt vào đây ép được hết nhá. Nhưng mà em đặt tên nó là ép tỏi, giá sẽ là 100.000. Đấy, 100.000 hàng thương hiệu Winling của Đức, ép tỏi 100 các bác nhá. Ép tỏi 100k. Tiếp theo thì nó sẽ là một cái giấy lau bếp nhá, giấy lau bếp và giấy lau dầu mỡ. Lau bếp, lau dầu mỡ. Các bác lên cho em là giấy lau bếp, lau dầu mỡ. Ở đây thì nó sẽ có sẵn cho các bác là các cái xà bông tẩy rửa ở đây rồi. Đấy, xà bông tẩy rửa ở đây. Các bác lau bếp, lau gian bếp, vệ sinh rất là tốt luôn. Giấy lau bếp, giá thì chỉ có cho các bác là 25.000 thôi. Đây. Rất là thơm luôn nhá, mùi thơm dịu nhẹ, dễ chịu nhá. Đấy, và các bác thấy không? Em lau một cái phần mực nó tẩy ra này các bác này. Đó. 25.000 cho một bịch lấy giấy lau bếp như này nhá, 25.000 thôi. Giá hợp lý luôn. Tiếp theo là một con đồng hồ treo tường, giá sẽ là 75.000. 75.000 cho một con đồng hồ treo tường như này. À, đường kính của nó thì nó sẽ vào khoảng là 20cm thôi. Nhỏ gọn, tinh tế, rất là đẹp luôn. Đó, đây, các bác đeo lên chưa? Đồng hồ treo tường 75.000. Đấy, mua một con máy bây giờ, mua một con máy thường, giá của nó cũng đã là đi 40.000 rồi. Đấy mà mua cả một con đồng hồ như này, giá chỉ có 70.000 thôi. Đồng hồ treo tường 75.000, xin lỗi các bác, 75.000 cho con đồng hồ treo tường. Đường kính của nó là 20cm, 75.000 cho một con đồng hồ. Tiếp theo là một cái bộ ba tô nhá. Bộ ba tô như này. Đấy, bộ ba tô như này. Giá của nó sẽ là 90.000 cho ba cái tô. 90.000 cho ba cái tô như này các bác nhá. Đấy. 90.000 cho ba cái tô như này. Hàng inox 304. Dày dẫn chắc chắn đẹp nhá. Đấy. Một bộ bao gồm là 3 chiếc này. Đấy, 3 chiếc. Giá chỉ có 90 cành cho bộ ba cái tô như thôi. Con to nhất này của nó thì nó sẽ là 1,8 lít, gần 2 lít. Con nhỏ nhất này là 900ml. Thì các bác có thể dùng để múc canh, múc riêu hoặc là làm nộm làm nếp cũng ok luôn. Đó, bộ ba tô 90.000. Tiếp theo là đến cái thảm 46 này. Kích thước của nó sẽ là 1 chiều 40 và 1 chiều 60. Đấy, cho nên là em gọi nó là thảm 46. Giá thì sẽ là 45.000 nhé. 45.000 cho một con thảm 46 này. Đấy. Có rất là nhiều màu sắc thì bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên cho các bác nhé. Rất nhiều màu sắc luôn. Thảm 46 các bác nhá. Đó. Bên dưới là cao su non chống trơn trượt này. Đó. Bên trên của nó là nỉ lộn nhá. Nỉ lộn thấm hút nước tốt, không bị trơn trượt, không bị bong chốc nhá. Giá của nó sẽ là 45.000, thảm 46. Tiếp theo thì sẽ là mẫu thắt lưng. Thì thắt lưng dù thường giá sẽ là 35.000 nhá. Mẫu này mẫu thanh lý. Lên cho em là mẫu thắt lưng dù thường thanh, thắt lưng dù thường 35.000. Đấy, 35.000 cho mẫu thắt lưng dù thường này. Thắt lưng dù lỗ thì sẽ là 70.000 này. Đấy. Thắt lưng dù lỗ nhá. Đấy. Thắt lưng dù lỗ đây. Đấy. Giá của nó sẽ là 70.000 cho một con thắt lưng dù lỗ như này. Đấy. Ở đây thì nó có rất nhiều lỗ luôn. Có rất nhiều lỗ này các bạn này. Đấy, rất nhiều lỗ này. Đấy, nó có tới mấy chục phân lỗ luôn.
thì các bác muốn dùng cái lỗ nào thì dùng, nó rất là tiện. Đấy, dù thường là 35.000, dù lỗ là 70.000. Đấy, dù lỗ là 70.000 các bác nhá, dù lỗ là 70.000. Dù này có lỗ này là 70.000, thắt lưng dù thường là 35.000. Giá thanh lý cho các bác một con thắt lưng dài mét mấy 2 mét có 35.000 thôi. 35.000 được các bác nhá. Con này thì các bác cứ đẩy lẫy vào cho em là xong này. Con này là 35.000, chỉ cần đẩy lẫy này là xong. Đó. Ở đây là nó sẽ ăn lẫy rồi, ăn lẫy này. Đấy, nó sẽ có cái lẫy này nó sập ở đây cho em luôn, cho các bác luôn. Rất là tiện luôn. Đấy, dù lỗ là 70.000, dù thường là 35.000 này. Tiếp theo là thắt lưng da bò thanh lý này. Đấy, thắt lưng da bò thanh lý nhá. 100% là da bò tự nhiên nhưng mà hàng thanh lý cho nên là giá rất hợp lý cho các bác luôn. Đó. Thắt lưng da bò thanh lý này. Giá thì sẽ là thắt lưng này thì giá của nó sẽ là cái này là bao nhiêu? Cái này là 65.000 một chiếc nhá. Đấy, lên cho em là thắt lưng da bò thanh lý này. Thắt lưng thanh lý giá của nó sẽ là 65.000. Còn ví là 40, còn nếu các bác nào lấy combo thì sẽ là 100 cho một đôi như này. 100 một đôi, một ví một thắt lưng là 100 nhá. Một ví một thắt lưng là 100. Đấy, còn mua lẻ thì thắt lưng là 65.000. Ví của nó sẽ là 40.000. Chất liệu 100% là da bò hết nhá. Em bao da bò hết cho các bác luôn. Đó. Combo cho các bác như này, hai món nhá. Hai món sẽ là 100.000. Lấy riêng thắt lưng thì là 65.000, riêng ví là 40.000. Đó. Các bác thấy không? Hàng rất là ngon lành luôn, có hai màu, màu nâu và màu đen. Có hai màu, màu nâu và màu đen nhá. Đó. Hai màu, màu nâu và màu đen. Tiếp theo thì sẽ là cái sản phẩm, đó là cái led đồng hồ cũ nhá, đồng hồ led cũ. Con này thì giá của nó sẽ là 140.000. Đây, kiểu dáng nó đúng như trên này luôn, 140.000 một chiếc nhá. 140.000 một chiếc, tao thoải mái cho các bác sử dụng luôn. 140.000 một chiếc như này. Đồng hồ led cũ 140.000 các bác nhá. Đồng hồ led cũ 140.000. Tiếp theo thì sẽ là một con đèn led này. Đấy, con đèn led đây. Con này thì các bác lên cho em là đèn vàng nhá. Có kèm một cáp sạc luôn, có kèm một cái cáp sạc như này, chạy bằng pin năng lượng mặt trời. Đó, có cổng sạc ra, có báo pin luôn, siêu sáng luôn. Rất sáng, con này thì sử dụng thì cực kỳ ok rồi. Đó, sáng nhiều chế độ lắm. Đấy, sáng trắng này, sáng vàng này. Đấy, sáng tổng hợp này. Đó. Nhấp nháy cảnh báo này. Đấy, rất sáng luôn. Chiều dài của nó thì vào khoảng là trên 20 cm. Đấy, chiều rộng thì 20 và có một tấm pin năng lượng mặt trời, có cáp sạc nhá. Có báo pin, có cổng sạc ra cho điện thoại luôn. Đấy, 175.000 cho con đèn vàng như này nhá. Lên thì em là đèn vàng 175.000. Tiếp theo là sẽ là một con voi. Con voi này thì giá sẽ là 190.000 cho một con voi như này. Chất liệu của nó thì bằng hợp kim mạ đồng. Hợp kim mạ đồng rất đẹp luôn. Đó. Các bác lên thì em là voi gà tàn nhá, voi gà tàn. Giá của nó sẽ là 190.000 cho em voi gà tàn như này. Rất đẹp luôn, 190.000. Đấy, dùng gà tàn thuốc nhá. Voi gà tàn 190.000. Tiếp theo thì sẽ là mẫu giày. Thì các bác lên mã giúp cho em, đó là giày giày dàn di nhá. Đấy, mẫu giày dàn di rất là đẹp như này. Các bác có thể dùng để mình đi học, đi chơi, đi làm. Đấy, đều ok hết nhá. Giày dàn di rất là đẹp luôn. Đấy, mùa đông đến nơi rồi, các bác mua cho em một đôi giày này về mình sử dụng nhá. Giày dàn di như này rất là đẹp luôn. Đấy, kích thước của nó thì có 38, 39, 40, 41, 42. Đó, 38, 39, 40, 41, 42. 150.000 cho một đôi giày dàn di như này. Lên thêm là giày dàn di giá sẽ là 150.000 nhé. 150.000 thôi cho một đôi giày dàn di như này các bác nhé. Lên thêm là giày dàn di 150.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm, đó là cái cái gì đây? Cái tăng đơ nhá, tăng đơ đây. Đấy, sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là một cái tăng đơ như này. Đấy, một tăng đơ kèm pin. Đấy, tăng đơ có kèm pin cho bác luôn. Đó, một tăng đơ này có kèm pin nhá, chạy cực kỳ là ngon luôn. Đó, có kèm pin, kèm cáp sạc các thứ, nói chung là đầy đủ hết cho bác nhá. Đấy, pin này, rồi đốc sạc này, cữ kia các thứ nhá. Lên cho em là tăng đơ hộp nhá. Giá của nó sẽ là 100.000 trong con tăng đơ hộp như này. Lên cho em là tăng đơ hộp 100.000. Ngoài ra thì bên shop về cho bác cái tăng đơ lược nhá. Tăng đơ này thì nó sẽ có kèm theo lược luôn. Kèm theo lược như này nhá. Đấy, tăng đơ này kèm cữ, kèm đầu sạc, kèm theo lược. Giá sẽ là 101 nhá. Tăng đơ lược 101. Con này thì cũng rất là tiện luôn. Đây các bác này. Đó. Máy chạy thì cực kỳ là khỏe luôn. Đấy. Các bác thấy không? Có điều chỉnh cữ lên xuống ở đây nhá. Đấy. Và dòng này của nó cũng là dòng chống ăn tay luôn, cho nên các bác dùng nó rất là thích.
không sợ bị trẻ con người già dùng rất là ok. Đấy, nó có cái lược nên là bên em gọi nó là tăng đơ lược. Giá sẽ là 110.000 nhé, 110.000. Tiếp theo là cái bộ bộ 5 đĩa tròn 120.000. Đấy. Ở đây thì sản phẩm nó sẽ là 5 cái đĩa tròn luôn. Đó. 5 cái đĩa tròn như này. Hàng inox 304. Dày dẫn chắc chắn 5 đĩa nhá. 1 2 3 4 5 đĩa tròn như này nhá. 120.000 cho 5 cái đĩa tròn này. Kích thước của nó thì là từ 24. Từ khoảng 24 nhá. Đây. Đấy, 5 cái đĩa tròn như này. Từ khoảng 24 đến 15 16 gì đấy. Đây, 15 16 gì đấy các bác nhá. Khá là to luôn, 5 đĩa này dùng để múc thực phẩm, thức ăn rồi đồ ăn đồ uống rất là ok. Bộ 5 đĩa tròn 120.000. Tiếp theo là bộ 50.000 cho cái bộ đây, 5 khay inox siêu mỏng nhá. 5 khay inox siêu mỏng. Đấy, bộ 5 khay inox siêu mỏng. Đường kính là 18 đến 10. Có nắp đậy nhá. Đấy. Khay nào nắp đậy hết, khay nào nắp đậy hết nhá. Đấy. Giá sẽ là 50 cành, 50 cành thôi. Các bác mua về để đựng thực phẩm, đựng thức ăn rất là ok, hàng inox. Đấy. Bộ này của nó thì các bác có thể trồng gọn vào như này. Đấy, và nó có nắp nhựa hết nhá, có nắp nhựa đựng thực phẩm, thức ăn, bỏ trong tủ lạnh nhưng rất là ok. Bộ 5 khay inox siêu mỏng giá sẽ là 50 cành, 50 cành tính vào 10.000 một khay. Rất rẻ thôi. 130.000 cho một cái đế nóng này. Đây là một cái đế nóng này, các bác có thể dùng để mình đun nước, đun nồi, nói chung là hàng này đa di năng. Đấy. Có công tác điều khiển ở đây, có đèn báo này. Nó sẽ là một cái mâm như này. Thì các bác dùng để mình đun nấu, nói chung là đa di năng được luôn, hoặc chế cháo nhá. Đó. Giá của nó sẽ là 130.000 cho cái đế nóng nhá, 130.000. Tiếp theo sẽ là một con bẫy chuột thông minh, các bác chỉ cần ấn này thôi cho em. Đó. Sau đó thì con chuột nó chạy qua, nó sẽ sập bẫy này. Đấy, bác theo, rất nhạy luôn. 15.000 một chiếc nhá. Lên cho em là bẫy chuột thông minh, 15k cho một chiếc bẫy chuột thông minh như này. Giá rất hợp lý cho các bác luôn. Rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Đó, thì hôm nay bên shop lại tiếp tục về cho các bác cái mẫu LED pháo hoa rất là đẹp luôn. Đấy, các bác đang xem cái mẫu LED pháo hoa này, mẫu đèn xoay này và mẫu LED hạt ngọc nhá. Đó là một số cái mẫu LED của bên em. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng tránh việc không nhận hàng. Cái mẫu LED pháo hoa này thì nó cũng khá là nhiều hiệu ứng luôn nhá. Và các cái hiệu ứng rất là đẹp này. Đấy, các bác theo. Đây, hiệu ứng của nó này. Đó. Em đang điều chỉnh bằng cái con điều khiển này nhá. Và nó rất là nhiều hiệu ứng luôn. Đấy, có các cái hiệu ứng khác nhau để cho các bác có thể điều chỉnh này. Đó, bắn nhanh, bắn chậm rồi tỏa ra thu vào các kiểu con là điều được luôn. Đó. Các bác có thể tùy chỉnh nhá. Đấy, thu vào này, tỏa ra này. Đó. Từ dưới lên này, từ trên xuống này. Rất là nhiều hiệu ứng để cho các bác điều chỉnh nhá. Đó. Rất đẹp luôn các bác. Đó, và nó có rất là nhiều các cái chế độ khác nhau. Các bác có thể để chế độ auto hoặc là tùy chỉnh các bác. Đó, đấy chưa? Đó, rất nhiều màu sắc nhá. Và LED pháo hoa này thì bên em đợt này về cho các bác cái giá rất là tốt luôn. Đó, LED pháo hoa, LED ngọc về cho các bác cái giá rất là tốt luôn các bác nhá. Đó. Rất là nhiều chế độ khác nhau để cho các bác tùy chỉnh nhá. Đấy. Rất nhiều chế độ khác nhau luôn. Đó, các bác theo. Nhiều chế độ, nhiều màu sắc nhá. LED pháo hoa này thì rất là đỉnh luôn. Đó. Rất nhiều chế độ, các chế độ rồi các biểu màu khác nhau. Các bác cứ bấm vào là nó sẽ thay đổi màu sắc các kiểu các bác nhá. Đó, thay đổi màu sắc rồi thay đổi chế độ. Đấy, rất là nhiều chế độ luôn. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh. Thì cái mẫu LED pháo hoa này thì cái đường kính của nó là vào khoảng là 1 mét nhá. Đấy, cái đường kính của nó là 1 mét. Và cái chiều chân này của nó thì nó sẽ vào khoảng là trên 1 mét một tí các bác nhá. Đó, và có điều khiển. Ngoài ra thì bên shop có cho bác cái mẫu đèn xoay này. Con đèn xoay này của nó thì nó sẽ là 55.000 nhá. 55.000 cho con đèn xoay như này. Đó, còn con LED ngọc đây. LED ngọc thì là nó sẽ là sợi hạt ngọc như này các bác này. Sợi hạt ngọc như này. Đó. Đây. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhé. Đây là các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ này. Đây, LED pháo hoa thì sẽ là 140.000. 140.000 cho một hộp LED pháo hoa như này. Đó. Cái này thì bên em gọi là LED pháo hoa thôi nhá, còn về nhà là các bác tự nó là gọi là tên vậy thôi, chứ còn về nhà các bác tự lắp ráp cho em nhé. Tự lắp ráp cho em chứ nó không có tiếng kêu đâu. Đây là cái bộ điều khiển của nó này. Và đây là con LED này. Đấy. Cái nguồn thì các bác cắm cho em là cái nguồn vào đây, nguồn vào là nó sẽ ở cái phần này nhá. Nguồn vào. Đây. Đấy.
khi các bác cắm thì đây nó sẽ là cái chân cấp nguồn này. Đấy, chân cấp nguồn input này. Input nó sẽ là đây nhé, khi các bác nhận được hàng thì nó sẽ bao gồm là một cái đầu chân cắm nguồn USB như này, về nhà các bác cắm vào cái USB chân cắm sạc điện thoại nhà mình cho em nhé. Đó. Và nó cũng có điều khiển trực tiếp ở đây luôn này, có cái lẫy điều cắm bật điều khiển đây luôn. Các bác kết nối hai cái này vào với nhau cho em này. Kết nối hai cái này vào với nhau này. Đó, kết nối thì các bác nhớ là kết nối theo đúng chiều của nó nhé, đúng chiều của nó luôn. Đó, sau đó thì mình giả ra. Cái đoạn này nó sẽ là cái đoạn sống nó dài hơn 1 mét, là cái đoạn chiều dài đấy. Sau đó thì bắt đầu là mình nó sẽ có từng đoạn một, thì các bác tháo ra cho em. Sau đó thì mình cắm cái đoạn sống này vào cái phần nguồn này. Đấy, cắm cái đoạn sống vào cái phần nguồn này nhá. Đấy, cắm cái đoạn sống vào cái phần nguồn này cho em. Đây, cắm vào đây là nó sẽ cấp nguồn này. Đấy, đầu tiên là cắm vào đây, cắm vào đây để lấy nguồn nhá. Lấy nguồn, sau đó thì các bác cắm kết nối tiếp các cái phần khác vào cho em. Đây, cái phần mũi tên lên này thì các bác cắm vào cho em nhá. Đấy, cắm vào cho em đó. Sau đó thì các bác cắm tiếp các cái phần tiếp theo vào như này là sẽ ok thôi. Thì các bác cứ giả ra nó sẽ có các cái phần tiếp theo nhá. Cái này nó sẽ là băng dính hai mặt nhá. Các bác giả ra, sau đó thì cắt ra từng đoạn một đây. Những cái phần nối này nó sẽ là băng dính hai mặt này, băng dính hai mặt. Các bác cắt ra từng đoạn một cho em thì nó sẽ ra được cái phần cánh nhá. Đấy, bây giờ em sẽ cắm thử cho các bác xem luôn. Về nhà thì các bác cắm vào cái ổ USB nhà mình nhá. Đấy, đây em sẽ cắm cái chân nguồn USB này vào ổ lên cho các bác xem này. Đấy, cắm chân nguồn USB. Đó là sẽ sáng bình thường luôn. Và sau đó thì các bác có thể điều chỉnh trực tiếp ở đây nhá. Điều chỉnh trực tiếp ở đây này. Đấy. Điều chỉnh trực tiếp ở đây hoặc qua điều khiển nhá. Đấy, qua điều khiển các bác thấy không? Đây. Đấy, các bác có thể tùy chỉnh cắm vào, cắm hết lượt vào cho em. Nó sẽ có cho các bác là đầu vào thì các bác cắm cái chân dài nhất và cái chân đầu tiên là vào cái phần input này nhá. Input này. Còn lại là các bác cứ thế cắm lần lượt vào cho em là ok thôi. Đấy. Thì giá của nó sẽ là 140.000, lên cho em là led pháo hoa 140.000 nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác một cái mẫu led. Đó là led hạt ngọc này. Đây. Led hạt ngọc thì nó sẽ có mẫu là đi 10m và mẫu là 20m. Đây là mẫu 10m này. 10m này thì quận 10m này của nó sẽ là 80.000 và quận 20m này thì nó sẽ là 120.000. 120.000. Nó sẽ có dòng là 10m và dòng 20m. Cái này là 20m nhá. Đó. Thì tất cả cái này đều không có nguồn đâu nhá. Về nhà các bác cắm vào cái ổ USB nhà mình cho em. Đó, đây. Đấy, cái này thì dòng chống nước nhá. Dòng này thì chống nước rồi. Các bác dùng ngoài trời thoải mái nhá. Đấy. Cái này là 20m này. Có điều chỉnh này. Đấy, các bác thấy không? Đây. Các kiểu con này đều được luôn. Đó. Nháy đuổi chiều rồi đổi màu các thứ, nháy nhanh nháy chậm đây. Đấy. Cắm qua cái chân USB nhá. Đấy. Sẽ có cho các bác là một dòng là 20m. Dòng 20m thì giá của nó sẽ là 120.000. Đấy. 20m là 120.000, có điều khiển từ xa nhá, có điều khiển từ xa luôn. Đó. Con này là 20m này. 20m giá sẽ là 120.000. Lên theo led hạt ngọc nhá. Và con này 10m thì giá của nó sẽ là 80.000 nhá. Tiếp theo thì bên shop có cái mẫu cái hạt led kim cương nhá. Các bác lên cho em là led kim cương. Một quận này của nó thì nó sẽ là vào khoảng là từ 3 đến 50 mét nhá. Chiều dài của nó từ 30 đến 50 mét. Đây, đấy. Con này thì về nhà các bác không cần phải dùng ấy nữa. Các bác cắm trực tiếp vào ổ điện cho em. Đó, không cần phải dùng qua chân USB. Cắm trực tiếp này, có điều khiển này. Đó. Con này thì các bác có thể trang trí sự kiện này, nhà có đình đám này, trang lên cây cối này, hoặc là các bác trang trí Noel nó cũng rất là ok luôn nhá. Giá thì sẽ là 70k nhá, lên cho em là led kim cương, 70.000 cho cái bộ led kim cương như này. Đó. Thì các cái mẫu led cơ bản của bên em, các bác có thể xem và tham khảo các bác nhá. Rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với số Phạm Huấn nhá. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh, chia sẻ kênh giúp cho em. Đừng quên cho em xin nút like nhá. Cái này 25 đúng không? 25. Đọc giá luôn. 25, đúng không? Cái này là 40 này. Cái này. Cái này lấy đủ bộ cho anh. Cái này là 10 à? Cái này là 15. 15k một cái bàn chải này các bác nhá. 15.000 một cái bàn chải này. Đấy. Đây các bác lên cho em là bàn chải cầm tay nhá. Bàn chải cầm tay như này. Các bác có thể dùng để mình đánh kỳ cọ xoong nồi rồi, nói chung là đa di năng được luôn. Đấy, tắm rửa kỳ cọ chân tay rất là sạch luôn. Đấy, cầm như này rất là tiện nhá. 15k một chiếc, mua 3 cái thì sẽ là 40.000 nhá. 3 cái 40.000. Lên cho em là bàn chải cầm tay này. Tiếp theo thì em lên cho bác cái đũa của Nhật nhá. Đấy, đũa đen của Nhật như này. À, đũa này thì bên shop bán là 40.000 một vỉ 10 đôi nhá. Đấy. Đũa được làm từ sợi thủy tinh sáng bóng. Đấy, đây. Được làm từ sợi thủy tinh sáng bóng này, chịu được nhiệt độ cao, chống nấm mốc, chống vi khuẩn nhá. Giá thì sẽ là 40.000 cho một vỉ 10 đôi.
Đấy, lên cho em là đũa Nhật 4.000 vỉ 10 đô nhá. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái bộ 4 cưa kéo này. Đấy. Cái bán lẻ bao nhiêu? Bộ 4 cưa kéo như này, nếu mua combo 4 món thì giá của nó sẽ là 160.000. Đấy, mua lẻ thì con kéo cắt cành này thì sẽ là 70k này. Đó. Con cưa gấp trắng đen này thì sẽ là 50.000 này. Đó. Con cưa lách thì sẽ là 40k nhá, 40k. Và con kéo tỉa 25 này thì tỉa 25 này thì sẽ là tỉa 20 bao nhiêu? 50.000, lấy cái tỉa 25 luôn, 50.000 nhá. Đấy. Các bác mua lẻ thì nó rất là đắt, còn mua combo thì giá chỉ có 160.000 thôi. Combo sẽ là 160.000 cho một cái bộ 4 món như này. Đấy, bộ 4 món như này. 1 này, 2 3 4 món. 4 món sẽ có là giá là 160.000. Đấy, còn mua lẻ thì con kéo hàng đều là hàng nội địa của Nhật hết nhá, made in Japan hết. Con kéo cắt cành này sẽ là 70.000 này, 70.000. Đấy, còn con cưa gấp đây. Cưa gấp trắng đen cũng hàng của Nhật luôn. Đó, Japan các bác này. Đây. Con này thì sẽ là 50.000 nhá. Dài là 30 cm. Đó, 50.000. Đấy, tiếp theo là con cưa lách 40.000. Đấy, 40.000 cho con cưa lách như này. Đây, Japan các bác này. Đó, đều hàng của Nhật hết nhá. Cưa lách 40.000. Và con kéo tỉa 20 cm, dài 20 cm này, con này cũng là 50.000 luôn. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác cái súng xịt súng. Cái này nó sẽ là súng xịt nước nhá. Đấy, súng xịt nước giá sẽ là 150k trong con súng xịt nước như này. 150.000 cho một con súng xịt nước như này nhá, 150.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái chổi cọ rỉ nhá. Đấy, con này thì các bác để đánh kỳ cọ rỉ nó sẽ là bằng thợ xếp sợi thép vàng như này. 15k trong cái sợi cọ chổi cọ rỉ như này nhá. Kỳ cọ rỉ sét hoặc là các bác đánh rêu, đánh giếc nó thứ đều ok hết nhá. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác cái dây thít nhá. 25.000 cho một bịch này. Một bịch này sẽ là 250g. Nó sẽ có kích thước là 40 kích thước của nó sẽ là đi 25 và 30 nhá. Chiều dài của nó này sẽ là 20, 25, 30. Đấy, đều là 250g đấy. Lên cho em là dây thít nhá. Dây thít. Đó, cái này em bán rất là nhiều rồi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là kia máy xay bằng tay nhá. Con này thì các bác 245.000 cho con máy xay bằng tay như này. Đấy, con này các bác dùng để mình xay gọi là xay các loại đều ok hết nhá. Đấy, xay các loại đều ok hết đây. Các bác có thể đưa trực tiếp vào cốc hoặc là vào bình là mình bật điện lên là mình xay thôi. Rất là tiện luôn. Máy xay nhá. Lên cho em đó là máy xay cầm tay 245.000. Đây, nó có cái đầu nghiền và đây nó sẽ có bánh con đây. Rất là tiện các bác này. Nó sử dụng bằng điện nhá. Đây các bác này, sử dụng điện như này. Đấy. Các bác chỉ cần cắm điện vào, nhấn nút cho em là xong. Và đây nó sẽ có cái cánh chém như này. Khi rửa vệ sinh nó rất là dễ. Các bác muốn xay các cái loại hoa quả trái cây chỉ cần đưa vào cốc cái là xay là xong. Giá thì sẽ là 245.000, sử dụng điện 220V nhá. Hàng này thì nó cũng xuất đi khá là nhiều nước và dùng nó tiện ích ạ. Các bác dùng máy xay sinh tố thì mình đi rửa giấy nó rất là phức tạp lằng ngoằng, mất công, nhưng con này thì dùng rất là tiện luôn. Đấy. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái áo mưa các bác này. Đây. Đấy, đây nó sẽ là cái áo mưa như này. Bộ quần áo mưa nhá. Đấy, cả bộ như này luôn. Cả bộ như người ta mặc trên hình này này. Đấy, chỉ có một bộ thôi. Cái này chụp nó cả hai nhưng này chỉ có một bộ thôi nhá. Một quần một áo nhá. Một quần một áo như này, bộ quần áo mưa. Đó. Combo của nó là sẽ là một quần một áo như này nhá. Một quần một áo như này. Đấy, hàng Việt Nam chất lượng cao, thương hiệu Tú Phong nhá. Đó. Giá thì sẽ là 195.000 nhá, bộ quần áo mưa. Giá sẽ là 195k. 195k cho bộ quần áo mưa như này nhá. Bộ quần áo mưa 195.000. Đấy, tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái mũ nồi nhá. Đấy, mũ nồi bên em có hai màu, đó là màu đen và màu nâu như này. Đấy, màu đen và màu nâu cho cái mũ nồi rất là đẹp như này. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 100.000 cho cái mũ nồi như này nhá. 100k cho con mũ nồi như này. Đấy, đội vào thì rất là ôm form, ôm dáng đẹp. Đây em đội thử cho các bác xem luôn. Đó, trực quan. Đấy, các bác thấy chưa? Đó, đội vào rất là đẹp luôn, ôm form, ôm dáng cực kỳ tuyệt vời luôn các bác nhá. Đó, rất đẹp luôn, các bác thấy chưa? Đó, 100.000 nhá. 100.000 cho con mũ nồi da như này. Ở đây thì có hai màu, màu đen và màu nâu, 100k một chiếc. Chất liệu bằng da các bác nhá. Đó, chất liệu bằng da rất là đẹp luôn. Đấy, ôm form ôm dáng rất là đẹp, 100.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là chuột không dây nhá. Đấy, chuột không dây. Con này thì nó sẽ sử dụng bằng pin và có kèm pin cho các bác rồi. Đây, có kèm pin cho các bác luôn, một con chuột không dây như này. Pin con dạng pin con thỏ to và có kèm pin luôn. Đấy. Về nhà thì các bác chỉ cần lắp pin vào cho em là xong. Đây, tháo cái này ra này. Đấy, lắp pin vào đây này. Đấy, lắp pin vào đây. Đó.
có sẵn pin cho bác rồi, tháo ra lắp pin vào cho em là xong. Đó. Con này thì giá thanh lý cho bác chỉ còn 90.000 thôi. Đấy, bên em có về được có 20 con thôi. Đấy, chuột không dây rất là tiện luôn. Đây là cái thân chuột của nó này, đây cái chip của nó này. Đấy, các bác mở cái nắp này ra là nó sẽ có hết luôn. Con này thì cái độ thiết kế của nó rất là ôm tay nhá, các bác dùng không bị mỏi tay, rất là ôm tay luôn. Đó, hàng thì nó sẽ là hàng của Nhật nhá, hàng của Nhật này. Đấy, rất là chất lượng cho bác luôn. Đây, Logitech này, hàng của Nhật này. Đó, tem mác đàng hoàng. Con này thì nó xuất đi rất là nhiều nước luôn nhá, xuất đi rất là nhiều nước luôn. Giá thì các bác lên cho em là chuột không dây nhá, thanh lý cho các bác giá chỉ có cho các bác là 90.000 cho con chuột không dây này thôi. Đấy, hàng nguyên cái khâu đóng gói của nó, hàng của hãng nó đã chất lượng rồi các bác này. Đấy, chuột không dây xuất đi khá là nhiều nước luôn nhá, 90k cho cái chuột không dây như này nhá, 90.000 cho cái chuột không dây như này. Đó, tiếp theo thì em lên cho các bác cái sản phẩm đó là cái đây, cái bộ rổ nhá. Đây, đấy, bộ rổ vuông như này nhá, một cái bộ rổ vuông như này. Giá thanh lý cho các bác sẽ là 90.000 cho cái bộ rổ vuông như này. Hàng của nhựa của Việt Nhật này các bác này. Đấy, nhựa Việt Nhật thì các bác biết rồi. Đây, đấy, các bác theo. Rất là bền dẻo dai luôn. Combo cho nó sẽ là 3 rổ 3 chậu nhá. 3 rổ 3 chậu 90.000. Đấy. 3 rổ 3 chậu như này. Cứ từng cặp một. 3 rổ 3 chậu đây. Đấy. Lên theo là rổ vuông nhá. Rổ vuông, giá của nó sẽ là 90k cho cái bộ rổ vuông như này, 90.000. Đấy, tiếp theo thì qua lên theo là cái giấy lau bếp nhá. Đấy, đây nó sẽ là một cái giấy có tẩm sẵn các cái xà bông tẩy rửa rồi. Đấy, xà bông tẩy rửa tự nhiên nhá, dùng thì cực kỳ là an toàn luôn. Đây. Đấy. Ví dụ đây em viết cái vết mực ra này, viết cái vết mực ra này. Đấy. Tẩy phát sạch luôn các bác này. Đấy. Các bác thấy không? Đây. Tẩy sạch luôn, các bác thấy không? Đó. Tẩy sạch luôn các bác nhá. Thì các bác cứ dùng thì mình tẩy rửa này. Rất là tiện ích cho em luôn. Đó, đây, nó sẽ tẩy ra như này. Rất sạch luôn nhá. Giá sẽ là 2 cái lau bếp này 25 à? Lau bếp là 25 à? 25k nhé. Lên nhau là giấy lau bếp 25.000. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái máy đọc thẻ nhá. Máy đọc thẻ thì sẽ là 90.000 cho con máy đọc thẻ như này. Đấy, đây nó sẽ là một thân máy này và một cái bộ thẻ như này. Bộ thẻ thì nó có vài trăm cái thẻ luôn. Đấy, vài trăm cái thẻ luôn. Đây, có cả tiếng Việt tiếng Anh bật nguồn lên cho em này. Đấy. Xin chào các bạn nhỏ, chúng mình bắt đầu nào. Đây. Bố. Father. Đó, cả tiếng Việt cả tiếng Anh luôn nhá. Mẹ. Mother. Đấy, nó rất là nhiều chủ đề khác nhau luôn, rất nhiều chủ đề khác nhau luôn nhá. Đó, nhiều chủ đề, nhiều ngôn ngữ khác nhau để cho các bác, cho các em nhà mình học tập nhá. Có tới là 112 thẻ với 210 ngôn ngữ khác nhau. Đó. Lên theo là máy đọc thẻ, giá thì giá thanh lý cho các bác chỉ có 90.000 thôi. Đấy, máy đọc thẻ, giá sẽ là 90k nhá. 90k cho con máy đọc thẻ như này. Đây, tiếp theo là bộ bao hũ gia vị nhá. Một cái bộ bao hũ gia vị như này. Giá sẽ là 60.000 nhá. 60k. Đó. Hàng cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Ba cái hũ gia vị như này nhá. 60.000 cho một cái bộ ba hũ gia vị như này. Hàng này thì nó rất là tiện ích các bạn. Đây. Đấy, nó sẽ là một cái hàng mà đây, mở nắp ra này. Đấy. Mở nắp ra này. Đấy. Có cả thìa luôn. Đây. 60.000 cho cái bộ ba hũ gia vị như này. To đẹp các bạn. Đấy. Muối mắm mì chính hạt tiêu các bác cho đây cho em. Đó. Bộ ba hũ gia vị giá của nó sẽ là 60.000 nhá. 60.000. Đấy, tiếp theo thì em lên cho bác cái con máy thái rau. Con này thì chuyên dùng để thái rau củ quả rất là tiện luôn. Đó, đây, về nhà thì các bác lắp đặt vào cho em. Lắp đặt vào cho em là mình sử dụng thôi. Rất là tiện luôn. Máy thái rau củ quả nhá. Một cái bộ combo máy thái rau củ quả như này. Giá sẽ là 100.000 cho con máy thái rau như này nhá. 100k cho con máy thái rau như này. 100k. Con này thì bên em bán rất là nhiều rồi. 100.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái mũ chống nắng nhá. Đấy, mũ chống nắng như này. Đây, mùa nắng các bác đội vào cho em. Đấy, chống nắng rất là tốt luôn. Giá sẽ là 100.000. Đấy, 100.000 cho con mũ chống nắng như này. Cái mũ chống nắng này bao nhiêu nhỉ? Đấy, 100.000 đợt này thanh lý cho bác giá còn 70.000 thôi. 70.000 cho con mũ chống nắng như này này các bác này. Đấy, cái này là các bác bịt mặt đằng trước này. Đấy, còn cái này nó sẽ chùm vào đằng sau này. Chống nắng cực kỳ tốt luôn. Giá 100 thanh lý còn 70.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái chắn gió bếp ga nhá, 25.000. Đấy, bếp ga nào cũng vừa hết, các bác chỉ cần đặt vào cho em là theo nó cái khớp như này là xong, đặt vào thì nó sẽ vừa là chắn gió vừa là giữ nhiệt cho cái nhiệt nó đẩy hết lên nồi, thì khi các bác đun nấu nó sẽ rất là ngon lành và sạch sẽ nhá. Đấy, ngon lành sạch sẽ, và khi mà các bác sử dụng ấy thì nó dạng như là nó giữ nhiệt tốt hơn, đun nấu nó nhanh hơn đó nhá, đun nấu nó nhanh hơn. Đấy, đây em sẽ cho các bác xem trực quan cái máy thái rau của bên em.
Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em nhé. Máy thái rau củ quả. Đây các bác này. Đấy. Các bác lắp vào này. Đấy. Đây là sử dụng thực tế luôn nhá. Đó, rất là ngon luôn. Các loại rau củ quả nhá, rất là tiện luôn. Đấy các bác thấy không? Rất là tiện luôn nhá. Các loại rau củ quả đưa vào được hết. Thái lát, thái sợi. Đấy, các loại lưỡi của nó đây, các bác lắp vào cho em là xong. Vệ sinh dễ dàng các bác nhá. Đó. Giá thì sẽ là 100.000 cho con máy thái rau như này. Ok. Hello các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like nhá, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho bác cái ổ điện 3 tầng này. Đây, con ổ điện 3 tầng như này có chân cắm USB nhá, có 1 2 3 chân cắm USB. Dây dài thì khoảng trên 1 mét này, có chân cắm USB. Đấy, và tổng của nó là mỗi tầng này là có 4 ổ có công tắc đóng ngắt nhá. Một con ổ 3 tầng như này thì các bác dùng rất là đã luôn. Các bác để ở đầu những cái khu nào mà mình cần phải cắm thiết bị nhiều thì mình dùng con này chứ, rất tiện ích luôn. Giá thì sẽ là 100 cái ổ 3 tầng này bao nhiêu Phương? 150.000 nhá, 150k cho một con ổ 3 tầng như này, 150.000. Có 3 chân USB này, 3 chân USB có công tắc đóng ngắt này, có cầu dao an toàn luôn. Đấy, xách đi xách lại rất là tiện, 150.000 các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái cân sức khỏe nhá, cân sức khỏe. Giá của nó sẽ là 130.000 cho một con cân sức khỏe này. 130k có kèm cả pin biếc đầy đủ cho bác luôn. Kèm pin, kèm thước đo đầy đủ cho bác một con cân như này. Các bác dùng để mình cân thì rất là tiện, lắp vào là mình cân thôi. Lắp vào là mình cân nhá. Cân này thì mặt cân của nó là kính cường lực này. Mặt cân kính cường lực. Các bác dùng thoải mái luôn. Đấy, số điện tử mặt cân kính cường lực có báo nhiệt độ cho bác luôn. Đó, mặt cân kính cường lực. Con này cân được tới là 190 kg, 188 kg. Các bác cứ để trong để đầu nhà để mình trong góc nhà để mình đo đạc rồi cân đo sức khỏe các bác nhá. Cân sức khỏe. Giá sẽ là 130.000. Lên cho em là cân sức khỏe 130k nhá. 130k cân sức khỏe này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái chắn bếp ga nhá. Giá của nó sẽ là 25.000 cho một con chắn bếp ga như này. 25k. Các bác dùng thì mình chắn bếp ga này. 25k. Đó, chắn gió bếp ga thì mình dùng để mình đặt vào cái bếp ga nhà mình chắn cho gió bão nó khỏi bị gió gọi là gió quạt mình đun hoặc quạt hoặc gió ngoài tự nhiên nó sẽ tạt nó mất ga đi và các bác đun nó sẽ không được giữ được nhiệt. 25.000 nhá. 25.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái xịt. Cái chai này là để các bác xịt khởi động lại động cơ bị ấy nhá. Đấy, xịt RP7 này, RP7. Xịt RP7 giá của nó sẽ là 50k nhá. 50k cho chai xịt RP7 như này. Đấy. Làm cho động cơ của các bác bị chống bị han gì các thứ là khởi động lại động cơ này, ốc vít các thứ này. Đấy, rất là tiện luôn. Bác này sửa chữa này. Hàng của Haboshi của Nhật nhá, Haboshi của Nhật. Đó, 50.000 cho chai xịt RP7 như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái tiếp theo thì em lên cho bác cái bộ ba trà lưng giá sẽ là 30.000 nhá, 30.000. Thì bộ sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là đây, thì bác nhận được hàng là trong túi như này. Đấy, trong túi như này nó sẽ bao gồm cho các bác là một cái dây này. Cái này là cái dây để các bác tắm thì lúc các bác kỳ thì mình kỳ lưng này, lưng rồi nói chung là chân tay đều được hết, mình cầm mình kỳ. Đấy, tiếp theo là một cái bông tắm như này, một cái bông tắm như này. Đó, bông tắm thì các bác đeo vào tay này cho em để mình tắm này. Đấy, tiếp theo là một cái cọ như này. Cái cọ này thì các bác đeo vào tay này cho em này. Đấy. Đây. Các bác có thể đeo vào tay như này, đeo vào tay như này để mình đây, đeo vào tay như này. Đấy, đeo vào tay này mình kỳ này. Đấy, nó rất là tiện nhá. Đây, nó có cái này. Các bác đeo vào mình kỳ này. Đấy, kỳ này thì nó sẽ rất là sạch này. Đấy, sạch vệ sinh mà rất là thích luôn. Đó. Thì nó sẽ có cho các bác là hai mặt như này. Các bác có thể đeo tay vào như này. Đeo tay này mình kỳ cọ cho em. Đấy, khi mình tắm thì mình kỳ cọ rất là thích luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 30.000 nhá. Bộ ba trà lưng, giá của nó sẽ là 30.000 cho một cái bộ ba trà lưng như này nhá. 30.000 cho bộ ba trà lưng như này. Tiếp theo thì em lên cho bác cái máy đánh trứng giá sẽ là 80.000 nhá. Con này thì nó sẽ là một con máy chạy bằng pin như này. Đấy, một con máy chạy bằng pin đây. Đấy, chạy bằng pin và nó sẽ có hai đầu như này, một đầu gọng vó và một đầu lò xo như này. Đấy. Các bác đưa vào đánh trứng, đánh cà phê. Buổi sáng các bác pha cà phê đưa con này vào đánh. Rất là ngon luôn nhá. Máy đánh trứng đánh cà phê. Giá thì sẽ là 80.000 nhá. 80.000 cho con máy đánh trứng đánh cà phê như này. Rất là tiện luôn, dùng rất là ngon. Máy đánh trứng đánh cà phê rất là ngon luôn nhá. 80k cho con máy đánh trứng đánh cà phê như này. Đó, còn đây là cái bông để các bác khi mình tắm thì mình kỳ. Đây. Đấy, đeo vào này cho em này. Đấy, kỳ rất là sạch luôn. Đó, đây. Đấy, rất là tiện ích nhá. Giá thì sẽ là 30.000 cho một cái bộ combo như này. Combo này, bộ 3
bộ ba trả lưng nhá, bộ ba trả lưng giá sẽ là 30.000. rồi, ok. Hello, chào các bác quay trở lại với số Phạm Huấn nhá. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ. Mã sản phẩm đầu tiên em về cho bác đó là bên shop về cho các bác một cái con máy này. Đó. Con này nó sẽ là một cái dòng đây. Máy xay tiêu nhá. Đây nó sẽ là một con máy xay tiêu tự động các bác nhá. Đấy, ở đây thì nó sẽ là sử dụng 6 quả pin con thỏ nhỏ như này. Bên em bán là không có kèm pin đâu. Đấy, 6 quả pin con thỏ nhỏ về nhà các bác lắp pin vào cho em này. Sau đó thì mình lắp cái phần này vào này. Đấy, lắp cái phần này vào. Đây, ở đây thì nó có cái mũi tên này các bác sập vào cho em này. Và cái phần thủy tinh này là để các bác lắp tiêu vào đây nhá. Lắp tiêu vào đây. Đó, các bác cho tiêu vào đây cho em. Cho tiêu vào phần thủy tinh này và nó sẽ chảy xuống đây và nó sẽ xuống cái đầu có đèn này thì nó sẽ là hàng tự động không nhá. Bình thường các bác để đứng như này thì nó sẽ không chạy này. Các bác lật nghiêng như này là tiêu nó rơi xuống và nó sẽ tự xoay và tiêu nó sẽ văng ra ngoài này. Rất tiện luôn. Đấy, khi nào các bác dùng nhá, khi nào các bác ăn thì các bác chỉ cần là nghiêng như này thôi là nó sẽ tự xoay và nó chảy ra ngoài. Thì lúc nào nó cũng giữ được mùi hương, hương vị thơm và ăn đến đâu xay đến đấy. Nghiêng như này là nó sẽ rơi ra này. Đấy, dựng đứng lên là nó tắt này. Nghiêng này nó sẽ tự xay nó rơi ra. Đó. Con này thì giá chỉ có 80 cành thôi. Đấy, một con máy xay tiêu chất lượng như này. Đấy, bên trên thì bằng inox, bên dưới bằng thủy tinh nhá. Máy xay tiêu giá sẽ là 80k cho con máy xay tiêu như này nhá. 80.000. Đây, các bác xem cái video thực tế của em luôn. Đó. Em sẽ có video thực tế cho các bác xem nhá. Trong nhiệt đất của cái mẹ với động cơ dùng gió pin mạnh mẽ, máy có thể xay nhuyễn các loại gia vị khó nhằn như muối hột một cách dễ dàng. Đấy, và nhanh rất là ngon luôn các bác nhá. Dễ dàng, thao tác cực đơn giản, chỉ cần cho gia vị cần xay vào trong ổ đun và lắp vào thân máy. Đấy, các bác cho gia vị vào cho em này, sau đó thì lật nghiêng lên là tự nó sẽ đẩy tiêu ra này. Nếu máy ngừng hoạt động thì chỉ cần để máy thẳng đứng lên, gia vị cho ra thì nhuyễn đều, không phải tốn quá nhiều thời gian và công sức. Mọi người có thể tham khảo ở dưới giỏ hàng nha. Đó, đây. Đây, ở đây họ đang bán là tới 229.000 này các bạn. 229.000 mà bên shop em bán chỉ có cho các bác là 80.000 thôi. 80.000 thôi nhá. Đây. Đấy. Máy cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đây, lật nghiêng này là sẽ nó sẽ xay này. Có cả tia cực tím để khử khuẩn các thứ luôn, rất là an toàn nhá. Đấy. Giá chỉ có 80 cành cho một con máy xay tiêu này thôi. Tiếp theo thì bên shop có một số mã thanh lý này. Đấy. Đầu tiên thì nó sẽ là con hút bụi thảm này. Đấy, con hút bụi thảm. Con này bên em đang bán là 280.000. Đấy, con này thì nó sẽ là mất hộp, thanh lý cho các bác với giá đó là 150.000 nhá, 150.000, hàng bị mất hộp nhá, hàng mất hộp thanh lý 150.000. Còn con này bên em đang bán nguyên bản của nó sẽ là 280.000 cho một con máy hút bụi giường như này. Đấy, hút rất là khỏe luôn các bác nhá. Hút rất là khỏe luôn. Đó. Con này bán thanh lý 150.000 này. Tiếp theo thì bên shop có con máy cạo râu Zandu này. Con này thì em đang bán với cái giá đó là 90.000. Con này thanh lý nốt cho các bác. Đấy. Hàng này thì thanh lý cho các bác cái giá đó là 50.000 nhá. 50.000 cho con cạo râu Zandu thanh lý này. Tiếp theo thì bên shop có cho các bác là một cái con sạc không dây này. Hàng của hãng cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Đấy. Hãng RAV Power này. Đó. Hàng này thì sạc không dây các bác chỉ cần cắm nguồn vào cho em. Sau đó thì đặt cái điện thoại lên đây. Đấy, đặt điện thoại lên đây là nó sẽ tự sạc nhá. Con này thì giá thanh lý cho các bác con này là 250.000. Thanh lý cho bác 150.000 cho con sạc không dây như này. Hàng của hãng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đấy, sạc không dây thanh lý nhá. Tiếp theo thì nó sẽ là một cái con đèn đọc sách này. Đấy, đèn đọc sách như này. Là bằng cảm biến này các bác này. Đấy, cảm biến như này. Có 1, 2, 3 chế độ như này nhá. Lên cho em là đèn đọc sách này. Con này là 150.000. Cũng thanh lý nốt cho các bác với giá đó là 100.000 cho con đèn đọc sách như này. Có một con duy nhất thôi, có 3 chế độ sáng. Các bác kẹp vào quyển sách như này cho em, sau đó thì mình gập vào như này. Đấy, các bác nhau có tí tuổi rồi thì dùng con này rất là thích. Đấy, giá sẽ là 150.000 cho con đèn đọc sách như này nhá. Và một cái bộ củ sạc như này nhá, bộ củ sạc của Samsung Type-C như này. Đấy, thanh lý nốt cho các bác với cái giá đó là 30.000 cho cái bộ củ sạc như này, bao gồm cả củ cà dây như này, 30.000 các bác nhá, 30.000. Đó. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái sản phẩm đó là cái chuông cửa chuông báo trộm nhá, chuông báo trộm. Đấy. Con này thì các bác chỉ cần bật lên cho em này. Đấy, bật lên. Đấy, mình để như này. Bình thường thì nó sẽ là không kêu và khi mà mình tách rời nhau ra thì nó sẽ kêu các bác nhá. Đấy, nó rất là tiện ích cho các bác sử dụng. Ở đây thì nó sẽ sử dụng cái quả pin về nhà các bác lắp, tháo cái phần cản pin này ra cho em này. Ở đây nó sẽ có cái phần cản pin, tháo ra cho em. Đó, tháo ra. Đấy, và các bác sử dụng thôi. Đấy nhá, các bác để vào như này này. Để vào này thì nó sẽ không kêu này. Đấy, bật lên cho em này. Đấy, để này thì sẽ không kêu. Bỏ ra nó sẽ hú này. Đó. Đấy. Thì khi mà mình dán vào hai cái mép cửa nhá, dán vào hai mép cửa. Đó, buổi ban đêm trộm nó chỉ cần là kéo cửa ra cái là nó kêu luôn. Đấy. Rất tiện ích luôn các bác nhá. Kêu rất là to luôn. Đó. Thì khi mà trộm nó thấy cái tiếng kêu này là nó sẽ bỏ đi luôn. Đó. Thì lên cho em là chuông báo trộm nhá, chuông báo trộm. Giá sẽ là
bao nhiêu nhỉ? 30.000 cái chuông báo trộm như này nhá. Lên cho em là chuông báo trộm, giá sẽ là 30k. 30k ra cái chuông báo trộm như này, 30.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái găng tay thức ăn này. Đấy. Một hộp này của nó thì từ 80 đến 100 chiếc. Chất liệu của nó là ni lông lụa nhá. Ni lông tinh lụa. Đấy. Rất là mềm và dẻo dai. Thì tay đàn ông của em to như này mà đi cũng vẫn vừa hết nhá. Và rất là ôm tay luôn. Thì các bác cứ đi vào cho em là xong. Đó, các bác đi chậm rãi vào cho em là xong. Đó đây các bác này. Đấy. Ni lông lụa rất là ôm tay luôn, thì các bác có thể dùng để mình bóp nem bóp nộm làm thực phẩm làm thức ăn. Giá thì chỉ có cho các bác là 20.000 thôi. Găng tay thức ăn giá sẽ là 20k này. Tiếp theo thì em lên cho bác cái khăn mặt này. Khăn mặt một bịch này của nó sẽ là 10 chiếc. Giá sẽ là 55.000 nhá. 55k cho một bịch 10 chiếc như này. Và mua lẻ thì sẽ là 20.000 ba cái nhá. 20.000 cho 20k. 20k là được ba cái thôi, còn 55.000 một chục luôn. 55.000 một chục các bác nhá. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái mỏ hàn thiếc nhá. Mỏ hàn thiếc. Tên cho em là mỏ hàn thiếc xanh này, mỏ hàn thiếc xanh như này. Công suất của nó sẽ là 60W, có điều chỉnh nhiệt độ nhá. 60W có điều chỉnh nhiệt độ cho các bác luôn. Đấy, và có kèm cho các bác là một bộ mũi thay này, một cái quận thiếc và một hộp nhựa thông như này, combo đầy đủ cho các bác. Giá thì sẽ là 100.000 nhá, 100.000. Lên cho em là mỏ hàn thiếc, giá sẽ là 100k nhá. 100k cho cái bộ mỏ hàn thiếc như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái mũ này. Đầu tiên thì nó sẽ là mũ đại bàng nhá. Có mũ đại bàng này thì giá của nó sẽ là mũ đại bàng bao nhiêu nhỉ? 90.000 cho cái mũ đại bàng như này nhá. Đấy, mũ đại bàng này, hàng của Mỹ nhá, hàng của Mỹ, mũ đại bàng rất là đẹp luôn, 90.000. Ngoài ra thì bên shop có cho các bác là cái mũ xanh và mũ dàn di nhá. Mũ xanh và mũ dàn di. Đấy, hàng đều của Mỹ hết, USA của Mỹ này. Mũ xanh và dàn di này thì đều giá của nó sẽ là 65.000 nhá. 65.000 một chiếc. Đấy, còn mũ đại bàng thì nó sẽ đắt hơn một chút. Mũ đại bàng thì 90.000, còn mũ xanh và mũ dàn di thì đều là 65.000 một chiếc nhá. Các bác lấy mũ nào thì lấy nhá. Đó. Hàng thì đội ôm form ôm dáng rất là đẹp luôn. Hàng của quân đội Mỹ, USA. Đấy, USA Army. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái gấp nóng này. Đấy, cái này thì các bác gấp thực phẩm, gấp thức ăn, chiên, rán, xào, nấu đều được hết. Giá thì sẽ là 30.000 cho cái gấp nóng như này. Đấy, lên cho em là gấp nóng, giá sẽ là 30.000 nhá. 30.000. Đấy, hàng bằng inox 304 dày dẫn chắc chắn. Giá thì chỉ có 30.000 thôi. 30.000 cho cái gấp nóng như này các bác nhá. 30.000 để các bác gấp chiên rán xào nấu, rán cá rán kiếc. Tiếp theo thì em lên cho bác cái đồng hồ nhiệt kế nhá. Đấy. Đồng hồ đo vôn ampere này, các bác về chỉ cần bật lên cho em là xong. Đấy. Đồng hồ vôn kế nhá, lên cho em là đồng hồ vôn kế. Con này thì các bác đo vôn, đo ampere rồi đo các kiểu đo được hết nhá. Đấy. Con này thì giá chỉ có 100 cành thôi, 100.000. Có sẵn tích hợp pin cho các bác rồi, sẵn tích hợp pin rồi. Đó, và có cả đầu đo như này. Về nhà các bác đo vun, đo ampere các thứ đều ok hết, giá chỉ có 100 cành thôi. Lên cho em là đồng hồ vun kế nhá, đồng hồ vun kế. Giá sẽ là 100.000. Đấy, có sẵn dây đo các thứ đầy đủ cho các bác luôn, về nhà các bác chỉ việc sử dụng thôi. Đồng hồ vun kế, giá sẽ là 100k nhá. 100.000 cho con đồng hồ vun kế như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái này giờ cho vào đây à. Lên cho em là bộ gắp bát đĩa nhá. Đấy, bộ gắp bát đĩa. Combo cho các bác sẽ bao gồm cho các bác là 3 món này. Đấy, đầu tiên nó sẽ là một cái gắp như này. Đấy, một cái gắp này các bác có thể kẹp vào bát, kẹp vào đĩa thì mình ngửa lên, kẹp bát thì mình úp xuống này. Còn cái này chuyên để gắp đĩa này, gắp đĩa và gắp cái khay nóng hấp này. Đó, và có cho các bác là hai cái lót tay như này nữa nhá, hai cái lót tay này nữa. Giá thì sẽ là 50 cành. 50 cành cho cái bộ gắp bát đĩa như này. Cái kia là gắp nóng, còn cái này là gắp bát đĩa nhá. Đấy, thì con này sẽ là đa di năng hơn. Lên cho em là bộ gắp bát đĩa. Giá sẽ là 50.000 cho cái bộ gắp bát đĩa như này. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem. Đó, các bác dùng tay như này thì rất dễ đổ vỡ nhá. Đấy, gắp bát, gắp đĩa rất là ngon lành luôn. Đấy. Rất là tiện luôn các bác nhá. Đó, bộ gắp bát đĩa giá thì chỉ có cho các bác là 50.000 thôi. Tiếp theo thì em lên cho bác một cái các bác lên cho em đó là đầu. Các bác lên cho em là đầu phun thuốc nhá. Đấy, ở đây thì nó sẽ có cho các bác là một cái xi lanh như này để các bác bơm này. Đó. Về nhà các bác có chai Coca, chai nước lọc rồi các cái loại chai đều vừa hết. Cái gioăng này nó là gioăng phổ thông nhá. Cái gen này là gen phổ thông vừa hết luôn. Các bác chỉ cần là xoáy vào cái đầu cái gen cho em, đầu cái chai Coca, chai 7 áp cho em. Sau đó thì mình sử dụng thôi. Đây đây nó sẽ có đầu bét để các bác điều chỉnh để mình tưới cây phun xương này. Đó. Giá sẽ là 35.000. Các bác khỏi phải mua một cái bình to rất là bất tiện nhá. Đấy, phun thuốc trừ sâu này, tưới hoa, tưới lan đều được hết nhá. Đấy, lên cho em là đầu phun thuốc nhá. Đầu phun thuốc.
Giá thì bên shop đang gửi tới các bác. Cái giá đó là 35.000 trong cái đầu phun thuốc như này, 35k trong cái đầu phun thuốc như này, rất là tiện luôn. Đấy, giá chỉ có 35k thôi. Về nhà lúc nào mà các bác lắp vào cái chai Coca. Đấy, đây các bác này, về nhà các bác lắp vào cái chai Coca cho em. Đó, cái chai Coca này là vừa in luôn. Đấy, xoáy vào. Sau đó thì mình bóp như bình thường. Đó, đẩy như bình thường để lấy khí này. Sau đó thì mình xịt thôi. Đấy, các bác thấy chưa? Xịt tưới cây rồi phun thuốc trừ sâu thứ, nó rất là tiện. Đó. Rất là tiện luôn, đầu bét có thể điều chỉnh này. Các bác chỉ cần mua mỗi cái đầu vòi này của em là xong. Mua mỗi cái đầu vòi này thôi, nó tiện lắm. Về nhà sau đó thì về nhà các bác lắp luôn một cái chai Coca. Nó tiện hơn nhiều. Mà giá thì ưu đãi hơn, chỉ có 35.000 thôi. Bây giờ nếu mà các bác mua một cái cả một cái bình tưới cây, nó sẽ mất thằng 1 đến 200.000. Đấy, mà đã không tiện ích. Còn cái này nhỏ gọn, các bác dùng xong thì mình có thể cất đi. Đó, rất tiện luôn. Đấy, một cái đầu đầu phun thuốc như này. Lên cho em là đầu phun thuốc, giá sẽ là 35.000 nhá. 35.000. Đầu phun thuốc này, 35k thôi. Đầu phun thuốc. Giá rất ưu đãi cho bác luôn, đầu phun thuốc. Giá sẽ là 35k nhá. 35k cho cái đầu phun thuốc như này. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Hôm nay thì bên shop tiếp tục cập nhật các mã hàng mới. Các bác xem kênh yêu quý em thì đừng quên cho em xin một nút like nhá. Một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ. Các bác yêu quý em thì đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là cái phủ bạc đen nhá. Đấy, dầu gội phủ bạc đen của Nhật 280.000 cho một lọ này, và bên em đã bao ship đến tận nhà. Hàng thì cam kết cho các bác là hàng Nhật 100%. Đây, hàng made in Japan này, hàng nội địa Nhật 100% luôn, cực kỳ chất lượng xịn sò, toàn bộ là chữ Nhật hết nhá. Hàng của Nhật và được chiết xuất từ các cái sâm này, rồi là các cái loại nấm này, đấy, nói chung là mật ong này. Đó, là một cái dòng dầu gội phủ bạc tự nhiên, dùng thì cực kỳ là an toàn luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 280.000. Đây, đấy, hàng của Nhật cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Dung tích của nó khá là lớn, các bác có thể dùng được khá là lâu nhá. Ở đây nó sẽ kèm cho các bác là một cái túi như này, nó có các cái khăn để cho các bác chùm đầu này. Đó, rất là tiện ích luôn. Một lọ này của nó là 350ml các nhá. Các bác về chỉ việc là nhét cái này vào đây cho em này. Sau đó thì mình mở cái nắp này ra đẩy lên là dầu nó sẽ đẩy lên cho các bác luôn. Đó. Thì nói chung là các bác chưa biết sử dụng thì mình có thể vào trong YouTube. Đó, mình xem hướng dẫn sử dụng dầu gội phủ bạc là nó sẽ ra. Đấy, rất tiện ích cho các bác luôn. Lắp vào đây cho em này. Sau đó thì cái dầu nó sẽ lên ở cái đầu, cái lò lên ở cái đầu lược này. Đó, sau đó thì các bác cứ trải này cho em. Đó, thì các bác cứ trải này, sau đó thì mình sẽ để cho em là từ 10 phút. Đấy, tầm khoảng 10 phút sau đó thì mình gội lại bằng nước bình thường. Đấy, nó sẽ là dầu gội đầu thôi. Dầu gội đầu nhưng mang tính chất là phủ bạc cho các bác nhá. Đấy, che đi các cái bạc, phần tóc bị bạc. Đây, hàng có địa chỉ, thương hiệu rõ ràng nhá. Đây. Đấy, đây các bác này. Đó. Đây. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 280.000. Lên mã giúp cho em đó là dầu gội phủ bạc 280.000 nhá. Tiếp theo sẽ là một cái dòng sản phẩm cực kỳ là chất lượng, đó là cái thuốc xịt giảm đau của Nhật nhá. Đấy, xịt giảm đau của Nhật. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 150.000 cho một lọ xịt giảm đau như này. 150.000 nhá. Xịt giảm đau 150.000. Hàng này của nó cũng là hàng 100% là nội địa Nhật cho các bác luôn. Mã tem, mã mạch, mã cốt đàng hoàng, made in Japan cho các bác nhá. Cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đấy. Ở đây thì khi các bác sử dụng thì bóc qua cho em này. Đấy. Và đây nó sẽ là một cái lọ như này. Đó, và các bác xoáy cái nắp này ra này. Đấy, xoáy cái nắp này ra. Sau đó thì ở đây là nó sẽ có cho các bác là cái phần này. Các bác ấn như này thôi. Đấy, ấn như này là cái tinh dầu nó sẽ lên này. Đấy đây. Ấn như này là cái tinh dầu nó sẽ ra nhá. Đấy, thì các bác cho trực tiếp. Đấy, mình nhấn như này, nhấn trực tiếp vào cái chỗ nào của mình nó bị đau nhức nhá. Đấy. Đau mỏi cổ vai gáy rồi thắt lưng các kiểu con là điều luôn, thì các bác cứ nhấn vào cho em là xong. Đây, đấy, các cái phần lưng này, hông này, đấy, vai gáy các bác nhá. Đấy, lên mã giúp cho em đó là xịt giảm đau nhá. Giá của nó sẽ là 150.000 cho một lọ như này. Dung tích của nó sẽ là 85ml, các bác dùng rất là thích luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho các bác cái xà phòng Nhật nhá. Xà phòng Nhật 40k cho một bánh. Lên cho em là bánh xà phòng nhá. Đấy, bánh xà phòng Nhật sẽ có cho các bác là hai hương, đó là hương hoa nhài, một loại là hương hoa nhài và một loại là hương hoa tự nhiên, rất là thơm luôn.
Con này thì các bác có thể dùng để mình rửa tay này, tắm này. Đấy, tắm gội rửa tay đều được hết nhá. Lên mã giúp cho em đó là bánh xà phòng Nhật nhá. 40.000 một bánh như này, 40.000 một bánh. Và nếu mà các bác mua 3 bánh thì giá của nó sẽ là 110.000 nhá, 110.000 cho 3 bánh. Mua lẻ thì sẽ là 40k cho một bánh xà phòng Nhật như này. Hàng cũng là hàng 100% made in Japan luôn. Đấy, hàng của Nhật và hàng này thì nó sẽ là sản xuất ở nước thứ ba, đó là sản xuất ở Malaysia các bác này. Sản xuất ở Malaysia. Đó, hàng của Nhật và sản xuất ở Malaysia các bác nhá. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 40k thôi, 40.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái thuốc nhỏ mắt nhá, thuốc nhỏ mắt như này. Đấy, một lọ này của nó thì giá của nó sẽ là 60.000 cho một lọ thuốc nhỏ mắt như này nhá. Đấy. 60k cho một lọ thuốc nhỏ mắt như này. Một lọ này thì của nó thì sẽ tích hợp rất là nhiều các cái nguyên tố, các cái vitamin E, B6, natri và kali đấy các bạn. Đấy, nói chung là E, B6, Na và K. Còn các bác đọc như nào thì tùy. Đó, và đây là một cái dòng thuốc nhỏ mắt như này. Đó, đây. Lọ của nó đây. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 60k nhá. Lên mã giúp cho em đó là thuốc nhỏ mắt nhá. Giá của nó sẽ là 60.000 cho một một thuốc nhỏ mắt như này. Đây, EAB6 này, NA này, K này. Giá sẽ là 60k cho một lọ thuốc nhỏ mắt nhá, 60.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái mã sản phẩm đó là cái thông cống nước này. Thông cống nước, hàng này của hàng nội địa của Nhật đây. Đấy, đường cống ống rãnh các bác bị tắc này, bị tóc này, bị bẩn bám này hoặc là bị váng dầu mỡ này, các bác dùng con này cho em. Đấy, con này thì dùng cực kỳ là nhạy luôn và rất là sạch và thơm nhá. Hương thơm tự nhiên rất là thơm. Hàng made in Japan này. Đó, made in Japan, hàng nội địa của Nhật như này. Giá thì sẽ là 60k cho một lọ, một chai bột thông cống như này nhá. Đấy, lên cho em là thông cống nước vàng nhá, thông cống nước vàng. Giá của nó, vỏ nó màu vàng, nên em là lên thông cống nước vàng. Thông cống bằng nước và màu vàng. Thông cống nước vàng giá sẽ là 60.000 nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái bột thông cống này. Con này thì cũng là hàng của Nhật luôn. Đó, và con này thì sẽ là dòng của bột nhá. Lên cho em là bột thông cống. Giá của nó sẽ là 25.000 cho một chai bột thông cống như này. 25k cho một cái lọ bột thông cống như này. Giá sẽ là 25.000 thôi nhá, 25.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm, đó là cái đũa sứ của Nhật này. Hàng cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Đó, lên mã giúp cho em đó là đũa sứ nhá. Một vỉ này của nó thì sẽ là 5 đôi. Chất liệu thì bằng sứ mà các bác biết rồi. Sứ thì là một trong những cái dòng sản phẩm cực kỳ là dùng cực kỳ là an toàn luôn. An toàn, sạch sẽ rồi không bị gọi là không bị vi khuẩn xâm nhập nhá, không bị vi khuẩn xâm nhập. Màu thì màu trắng sữa rất là đẹp luôn. Màu trắng sữa rất là đẹp như này. Có điểm siết các cái màu điểm nhấn. Giá thì sẽ là 55.000 cho một vỉ bao gồm là 5 đôi đũa sứ như này nhá. Con này các bác dùng thì rất là thích luôn. Thứ nhất là nhanh khô, thứ hai là không gây nấm mốc rồi các cái vi khuẩn xâm nhập. Giá thì sẽ là 55.000 nhá, 55.000, 55k lên cho là đũa sứ này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái kem đánh răng này thì nó sẽ có hai loại. Hàng của Hàn Quốc. Hàn Quốc thì sẽ là 40k cho một lọ như này. Hàn Quốc thì kem này nó sẽ là 120g. Đấy, hàng made in Korea của Hàn Quốc 120g. Đây. Đấy, made in Korea, hàng nội địa của Hàn Quốc này. Con này là tỷ lệ làm trắng răng lên tới 93%. Giá sẽ là 40k cho một lọ nhá. Đây. 40.000 cho một lọ như này các bác này. Đấy. Tỷ lệ làm trắng răng lên tới 93% luôn. 40k cho một lọ như này nhá. 40.000 cho một lọ như này. Đó. Của nó thì nó sẽ là 120g. Đây. 40.000 cho một lọ, 120g. Đây. Các bác nhá. Tỷ lệ làm trắng răng lên tới 93%. Chuyên làm trắng răng. Tiếp theo thì sẽ là kem đánh răng của Nhật nhá. 60.000 cho một lọ. cho một lọ kem đánh răng của Nhật này. Cũng là hàng made in Japan luôn. Đó. Con này của nó thì sẽ là 180g nhá, 180g. Giá sẽ là 60k. Con này thì chuyên trị viêm níu, viêm lợi, đau lợi, chảy máu chân răng nhá. Một dòng là chuyên làm trắng răng, một dòng là chuyên trị viêm níu, viêm lợi, đau lợi, chảy máu chân răng. Giá sẽ là 60.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái trà sâm của Hàn Quốc nhá. Trà sâm của Hàn Quốc như này. Đấy. Giá sẽ là 220.000. Các bác lên cho em là trà sâm 220.000 và bên em bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là một hộp như này. Hàng của Hàn Quốc made in Korea,
100% là nội địa Hàn Quốc, hàng sách tay. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác một hộp như này, 100 gói luôn nhá, 100 gói luôn. Đó. Nó sẽ có cho các bác là 100 gói nhỏ như này. Một hộp là 100 gói nhỏ như này. 100% là chiết xuất từ sâm Hàn Quốc nhá. Đấy. Sâm tự nhiên của Hàn Quốc luôn. Đây. Korea. Đấy. 100% là sâm tự nhiên Hàn Quốc. Cực kỳ là tốt cho sức khỏe luôn. Các bác nào bị ốm này, mệt này, rồi tình trạng sức khỏe gặp vấn đề này, đấy, khó ăn này, ăn không ngon này, ngủ không sâu giấc thì các bác dùng cái sâm này cho em, rất là tốt luôn. Hoặc là bác nào đi tàu, đi xe, lái tàu, xe mệt dùng cái này cho em, rất là ok luôn. Đấy, một hộp này của nó thì sẽ là 100 gói luôn. Giá sẽ là 220.000, tính ra vào có 2.200 một gói thôi. Đấy, một ngày các bác cứ dùng liên tục cho em khoảng 2 gói. Đấy, dùng liên tục cho em hết thì mình lại dùng cho em khoảng 3 hộp như này. Đấy, tình trạng sức khỏe sẽ cải thiện được ngay các bạn. Đấy, đặc biệt là bác nào ốm mệt, vừa ốm dậy này, mổ đẻ các kiểu con là điều luôn, dùng được hết nhá. 220.000 trong hộp sâm của Hàn Quốc như này. Các cái tỷ lệ dưỡng chất của nó rất là nhiều luôn này. Đấy, đây. Made in Korea, giá thì chỉ có 220.000 thôi. Ngoài ra thì bên shop có cho các bác cái kẹo sâm. Con này cũng rất là tốt luôn. Đó, 100% là chiết xuất từ sâm tự nhiên. Giá sẽ là 90.000, dung tích của nó sẽ là 5 lạng. 5 lạng cho một gói kẹo sâm như này nhá. Đấy, cũng là hàng của Hàn Quốc này, Made in Korea. Đó, hàng của Hàn Quốc đây. Đấy, con này cũng rất là nhiều các cái thành phần vi lượng và khoáng chất nguyên tố này. Đấy. Giá thì sẽ là 90.000 cho một gói như này, sâm tự nhiên này, 90.000 cho một gói, bao gồm cho các bác là 5 lạng, 5 lạng một gói như này. Dùng ăn thì đã đời luôn các nhá. Đấy. Các bác có thể dùng để mình lái tàu, lái xe này. Đấy, mệt mỏi buồn ngủ. Lấy cái này ra ngậm cho em, rất tốt luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái túi nam các bác này. Đấy, túi nam đây. Thì con túi này nó sẽ là một con túi cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Các bác có thể dùng để mình đi du lịch này, đi phượt này, đấy, hoặc là đi đâu cũng được. Giá thì sẽ là, các bác lên cho em là túi nam nhá. Đấy. Con này thì bên shop đang bán là 110.000. Đợt này về cho các bác cái giá đó. Về cho các bác cái giá tốt luôn, 110.000 các bác nhá. Đó. Thì ở đây nó sẽ có cho các bác là các cái ngăn phụ bên trong này. Đấy. Các ngăn phụ bên trong như này các bác này. Đấy, ngăn phụ bên trong như này. Và có rất là nhiều ngăn bên ngoài nữa này. Đấy, ngăn bên ngoài đây. Chất liệu của nó thì nó sẽ là hàng của quân đội nhá. Hàng của quân đội. Đấy. Quay đeo, quay xiếc các thứ đàng hoàng, rất tiện ích luôn. Giá thì sẽ là 110.000. Lên mã giúp em đó là túi nam nhá, túi nam. Giá sẽ là 110.000 cho một con túi nam như này, túi nam 110.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái cặp sách này. Cặp sách 120.000 cho một con cặp sách như này. Đấy, chuẩn bị các em nghỉ hè lại bắt đầu vào năm học mới nhá. Cặp sách của Nhật. Dòng này thì nó sẽ là dòng chống gù lưng cực kỳ là tốt luôn nhá. Đấy, cặp sách Nhật chống gù lưng rất là tốt luôn. Ngăn to như này nhá. Đấy, bây giờ mà các em mà đeo cái cặp sách ngang ấy là không nên. Cặp ngang ấy là nó hay bị gù lưng các bác nhá. Đấy, tại vì là cái chiều ngang của nó nhiều, nó kéo cái phần lưng của các em vào, nó hay bị gù lưng. Thì đa số bây giờ là người ta thiết kế cái kiểu cặp theo kiểu hình dọc như này. Đấy, hình dọc như này. Đấy, và có những cái phần lót đệm như này để chống gù lưng rất là tốt luôn. Đấy, cặp chống gù lưng nhá. Cặp sách chống gù lưng 120.000 một chiếc này thôi. 120.000. Các bác có thể mua để làm quà cho các em rất là tốt luôn. Hàng đẹp, chất lượng, mua để làm quà cho con cái nhà mình hoặc là sinh nhật cho các cháu rất là ok. Giá rất hợp lý luôn, chỉ có 120.000 mua 2 cái trở lên là bên em bao ship nhá. Tiếp theo thì em về cho các bác cái sản phẩm đó là cái cà lê nước nhá. Đấy, cà lê nước này. Con này thì các bác chuyên dùng để mình vặn ống nước cũng điếc đấy. Nhà bác nào cũng có ống nước mà cần phải sửa chữa. Độ mở của nó là lên tới 68 cm. Đây, 68 mm nhá, 68 mm. Đấy, 68 mm. Rất là rộng luôn. Con này thì dùng rất là đã, nhỏ gọn thôi. Thì các bác dùng, nhà bác nào cũng có đổ nước. Đổ nước là bắt buộc phải dùng con này. Đấy, để mình sửa chữa. Mà ống cơ bản là ống 68 đã là những cái loại ống khủng rồi. Thì dùng con này rất là ok nhá. Lên mã giúp cho em đó là kìm nước nhá. Kìm nước. Giá sẽ là bao nhiêu nhỉ? Lên cho em là cà lê nước nhá. Đấy, cà lê nước này. Cà lê nước giá sẽ là 55k nhá. 55k cho một con cà lê nước như này. 55.000 cho một con cà lê nước như này nhá. Đấy. 55k. Đó, giá rất hợp lý để cho các bác sử dụng luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái mũ cối nhá, mũ cối này. Đấy. Hàng rất là tuyệt vời cho các bác luôn. Đấy.
hàng chất lượng cho các bác luôn, mũ cối như này. Đấy, hàng thì từ năm 1966 nhá. Đấy, mũ cối 1966 này. Đấy, công ty này của nó tương đối là lâu đời nhá. 1966 đây. Đấy, 1966. Con này thì giá của nó sẽ là 130.000 thôi. 130.000 cho một con mũ cối như này. Con này thì hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đấy, chất của nó là chất fit các bác này. Đây. Đấy. Người em là 70 cân này. Em giẫm lên thoải mái luôn các bác nhá. Giẫm lên thoải mái luôn, các bác thấy không? Đấy. Không có hề hấn gì luôn nhá. Người em 70 cân nhá. Giẫm lên thoải mái luôn. Con này thì các bác có thể dùng múc nước ok, không bị ngấm luôn nhá. Đấy. Múc nước ok không bị ngấm. Chất của nó là chất fit nhá. Con này nếu mà các bác mua ngoài cửa hàng nó phải bán cho các bác là từ 200 đến 250 nhá. Đấy, 200 đến 250. Bên shop bán thanh lý cho các bác cái giá chỉ có 130.000 thôi. 130.000 cho một con mũ cối hàng chất lượng như này. Lên mã giúp cho em là mũ cối nhá. Dây của nó sẽ là dây da nhá. Dây của nó là dây da. Đấy, dây da bò. Rất xịn sò cho các bác luôn, rất đẹp nhá. Mũ có sao sủng đào hoa, rất chất lượng cho các bác luôn. Giá sẽ là 130.000 thôi. 130.000. Lên cho em là mũ cối 130.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái súng bắn đinh nhá. Đấy các bác nhá, súng bắn đinh như này. Con này thì giá của nó sẽ là 100 lên mã giúp cho em đó là bắn đinh vít nhá. Giá của nó sẽ là 240k cho một cái bộ súng bắn đinh vít như này. Đấy. Sẽ bao gồm cho các bác đầy đủ các chi tiết này. Đấy. Đầu cò, đầu kiếc, rồi đầu súng nó xiếc đầy đủ cho các bác luôn. Lên cho em là súng bắn đinh vít như này nhá. Đấy, các bác bây giờ không cần phải dùng khoan nữa, mình chỉ cần đặt cái súng này vào bóp đánh bòm cái là xong. Đó. Súng bắn đinh vít 240.000. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái gãy lưng nhá. Giá thanh lý cho các bác cực kỳ tốt luôn. Hàng inox 304 dày dẫn chắc chắn. Đấy. Rút ra rút vào rất là ok. Giá chỉ có 10k cho một con gãy lưng như này thôi nhá. 10.000 cho một con gãy lưng như này. Rút dài được lên tới khoảng 50cm luôn các bác này. Đấy. Rút dài lên tới khoảng 50cm luôn. Đấy. Rất là đã luôn các bác nhá. Đó, có đầu như kiểu kẹp bút này để các bác có thể bỏ túi này. Đấy. Rút rất là dài luôn nhá. 10.000. 10.000 cho một cái gãy lưng như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái đồng hồ thể thao nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là đồng hồ thể thao. Giá sẽ là 80.000 cho một con đồng hồ thể thao như này. Đấy, ở đây nó sẽ có một cái mặt chống xước, các bác về thì các bác dùng bóc cái dây bóng ra cho em. Đó, có đèn sáng đàng hoàng. Có đèn sáng rất là đẹp luôn. Và rất là nhiều các cái chức năng đi kèm nữa. Đấy, đều là có nút bấm hết nhá. Đó, rất là tiện luôn. Có cả bấm giờ thể thao, rồi nói chung là đầy đủ các chi tiết đi kèm cho các bác luôn. Đó, đèn sáng đàng hoàng. Giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 80.000 nhá. Lên theo là đồng hồ thể thao. Giá sẽ là 80k. 80k cho con đồng hồ thể thao như này. 80.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái thùng đồ nghề của Đức này. Đấy, hàng made in Germany. Giá sẽ là đây, một con thùng đồ nghề chất lượng như này các bác này. Đấy. Con thùng đồ nghề cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đó. Sẽ bao gồm cho các bác là đi 1 2 3 4 5 ngăn, có một ngăn to. Chiều cao của nó thì sẽ là 20. Chiều cao 20, chiều rộng 20 nhá. Cao 20, rộng 20 và chiều dài là 42. Đó, 41 42. Giá thì bên shop đang gửi cho các bác cái giá rất là tốt luôn. Đó. Một con thùng đồ nghề như này giá của nó sẽ là 450.000 nhá. 450.000 cho một thùng đồ nghề hàng của Đức như này. Đây, made in Germany nhá. Đấy, rất chất lượng cho bác luôn. Kéo ra kéo vào rất là ngon này. Đó. Rất ngon lành cho bác luôn. Nên cho em là thùng đồ nghề giá của nó sẽ là 450.000 nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái vợt hoa quả nhá. Vợt hoa quả như này. Đấy. Ở đây thì nó sẽ là một cái vợt như này, có sẵn cho các bác một cái vải như này. Khi các bác giật hoa quả thì nó sẽ rơi xuống đây. Đấy, giật hoa quả thì nó sẽ rơi xuống đây các bác nhá. Đấy. Giá là 25.000 những cái vợt hoa quả như này. Về nhà các bác chỉ cần là cho xỏ cho em cái xào vào đây thôi. Sau đó thì mình giật là cái quả nó sẽ lọt vào đây và từ những cái khe này nó sẽ rơi xuống nhá. Các bác có thể dùng để hái xoài này, rồi các loại quả khác cũng ok. Đó, đường kính của nó thì vào khoảng là 10cm. Vợt hoa quả 25.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái thước kẹp gem bằng cơ nhá. Thước kẹp gem bằng cơ. Một con thước kẹp gem bằng cơ như này các bác nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 150.000. 150.000 cho cái kẹp gem cơ này các bác này. Đấy. Giá sẽ là 150k nhá. Đấy, bằng cơ, hàng của Nhật này. Đấy. Lên cho em là kẹp gem cơ nhá. Kẹp gem cơ.
Giá sẽ là 150.000, bên em có cả cái kẹp rem điện tử luôn, 150.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ kim chỉ như này. 25.000 cho một cái hộp kim chỉ như này nhá, 25k. Sẽ bao gồm cho các bác là 10 cuộn chỉ này. 10 cuộn chỉ rồi kim rồi nói chung là đê đủ các thứ đầy đủ cho các bác luôn, 25.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái con máy hút thổi bụi chạy bằng điện nhá. Con này thì cực kỳ khỏe luôn. Máy hút thổi bụi bằng điện, con này chạy siêu khỏe cho các bác luôn. Đấy. Con này chạy rất là khỏe nhá. Rất là khỏe luôn. Đây. Đấy, bằng điện, công suất cực cao luôn và rất là nhiều đầu hút các thứ luôn. Đấy. Chạy rất là khỏe luôn các nhá. Máy to, chạy khỏe. Đầu hút đầu hiếc nhiều. Đây. Các loại đầu hút như này các bác. Đấy. Đây. Chạy bằng điện rất là khỏe luôn và rất nhiều đầu hút luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là đây. Đấy, dây của nó cũng khá là dài, khoảng từ 2 đến 3 mét. Con này bằng điện nhưng mà nó chạy rất là khỏe thì các bác dùng nó rất là thích luôn. Lên cho em là hút thổi bụi chạy bằng điện nhá. Giá thì sẽ là đây, cắm điện cho các bác xem này. Con này thì chạy khỏe lắm các bác. Đây. Đấy, các bác nghe tiếng nó kêu đã biết rồi. Này. Đấy các bác thấy không? Đó, đấy. Chỉ cần test như này là các bác biết cái công suất của nó rồi nhá. Đấy, đây. Công suất của nó là các bác này. Này, bật lên nhá. Các bác thấy nó kéo cho nó không? Công suất của nó là 1000W luôn, cực kỳ là khỏe luôn nhá. Đấy. Tháo ra thì các bác chỉ cần là nhấp cho em cái lẫy này để tháo ra này. Đấy, sau đó thì mình lại sập vào thôi. Công suất của nó là 1000W, rất nhiều các cái đầu phụ kiện ống hút đi kèm luôn. Đó, rất là nhiều nhá. Đấy, rất nhiều đầu phụ kiện ống hút đi kèm luôn. Lên mã giúp cho em đó là lên cho em là hút bụi đại nhá. Đấy, 450 à? Hút bụi đại. Giá sẽ là 450k. Đó. 450.000 cho con hút bụi đại như này các bác này. Đấy, 450.000. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái con máy vắt cam nhá, máy vắt cam. Đó. Đây nó sẽ là một con máy vắt cam như này, rất là tiện luôn. Đấy. Cũng chạy bằng điện luôn. Con này cũng chạy bằng điện luôn, rất là tiện các bác. Đó, đây. Con này thì nó sẽ cũng sử dụng điện 220 luôn. Đây. Đấy thì các bác chỉ cần nhấn điện là chạy thôi, đặt cam ở đây vắt là nó sẽ quay. Đó, và nước nó sẽ xuống lọt xuống cái ca này thì các bác có thể dùng để mình uống. Đấy, rất tiện luôn. Lên cho em là máy vắt cam nhá. Giá của nó sẽ là 100. Cái máy vắt cam này trăm mấy nhỉ? 190.000 nhá. Máy vắt cam 190.000. Đó. Lên mã giúp cho em đó là máy vắt cam 190k. Rồi, ok. Hello chào các bác nhá. Các bác xem kênh thì yêu quý em thì cho em xin một nút like nhá. Cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn, nhận hàng, kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho các bác cái ổ điện 3 tầng nhá, 1 2 3 này, 3 tầng và nó sẽ có cho các bác là 4 mặt, mỗi mặt thì đều có công tác như này. Đấy, thì con này vị trí của nó sẽ có là 3 ổ USB, 3 công tác đóng ngắt và mỗi tầng này thì nó sẽ là một công tác độc lập như này, dòng anh dây điện. Mỗi tầng một công tác độc lập nhá, và con này của nó thì nó sẽ có cho các bác là 3, 4, 12 ổ cắm luôn. Nó sẽ có 12 ổ cắm và nguyên cái dây này của nó thì nó sẽ dài là 2 mét rồi. Dây này là dài 2 mét nhá. Dây to dài 2 mét. Có cho các bác là 3 ổ cắm luôn các bác nhá. 3 ổ cắm một tầng, tổng nó có 12 ổ cắm. Có đèn báo nhá. Đấy, công tác đóng ngắt có đèn báo. Và có cả chân USB như này. Con này thì nói chung là dùng thì bao ngon luôn, bao ngon, bao chuẩn luôn các bác nhá. Đấy. Ở đây sẽ có cho các bác là 1 2 3 này, 4 5 6 này. Tổng nó sẽ có là 12 ổ cắm này, 3 chân USB. Có công tác đóng ngắt của từng ổ một. Đấy, có quai sách như này, rất là tiện luôn. Đấy, có công tác đóng ngắt cả bên USB. Dây thì dây lõi to khá là dài nhá. Dây lõi to, dài tầm khoảng 2 mét. Con này thoải mái sử dụng luôn. Lên mã giúp cho em đó là ổ điện 3 tầng nhá. Ổ điện 3 tầng. Giá thì sẽ là công suất của nó là 2500W này. Ổ điện 3 tầng. Ổ điện 3 tầng nhá. Ổ điện 3 tầng. Giá của nó sẽ là 150k. 150.000 cho con ổ điện 3 tầng như này, 150.000 các bác nhé. Đó, hàng rất chất lượng, giá hợp lý luôn. 150k cho con ổ điện 3 tầng như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái dòng điện thoại này. Đầu tiên thì nó sẽ là con điện thoại Nokia 1 SIM. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 160.000. 160.000 cho con điện thoại 1 SIM như này các bác nhá. Đấy. Giá của nó sẽ là 160k một đi. Đó. Con này là con 1 SIM. Ngoài ra thì bên shop sẽ có cho các bác là con 2 SIM. Cầm cho anh cả con 3 SIM, 4 SIM này.
Thì đầu tiên em sẽ lên cho các bác đó là cái mã điện thoại một sim nhá. Một sim sẽ là 160.000, hàng của thương hiệu Nokia này. Đấy, điện thoại một sim. Con này thì nhỏ gọn tiện ích. Các bác có thể dùng pin của nó thì cũng khá là trâu luôn. Các bác có thể dùng để mình điện thoại thì sẽ đầy đủ cho các bác là một điện thoại và một cục sạc và một pin nhá. Một điện thoại, một sạc, một pin như này. Đấy, hàng của thương hiệu Nokia. Đây, Nokia. Bàn phím nổi dễ sử dụng. Con này thì giá của nó sẽ là 160.000 nhá. Lên theo là điện thoại một sim 160.000 này. Một sim 160.000. Tiếp theo là con hai sim. Hai sim thì sẽ là 230.000 nhá. 230.000 cho con điện thoại hai sim như này. Con này thì cũng dùng rất là ngon luôn. Đấy, cũng đầy đủ pin, điện thoại và cáp sạc cho các bác luôn. Con này thì sẽ là hai sim. Đây. Đấy. Hai sim này các bác này. Đó, các bác lắp pin lắp piếc cho em nhá, hai khai sim nhá. Rất là ngon luôn. Con này thì sẽ là 230.000 nhá. Lên mã giúp cho em đó là điện thoại hai sim này. Điện thoại hai sim 230.000. Tiếp theo là em có về cho các bác cái con điện thoại 3 sim nhá. Con 3 sim này thì sẽ là 260.000 và bên em cũng bao ship luôn. Đó, 3 sim. Con này thì to đẹp hơn, chất lượng hơn. Đấy, các bác mua con 2 sim 230 thì thêm lên một tí nữa. Đấy, thêm lên 30.000 nữa. Đấy, dùng con này cho em. Rất chất luôn. Pin của nó có thể liên tục cho em là từ 7 đến 10 ngày nhá. Đấy, dung lượng pin của nó là 2500 mAh, sử dụng liên tục từ 7 đến 10 ngày. Và có 3 sim luôn. Đây, 3 khay sim, 1 khay thẻ nhớ nhá. 3 khay sim, 1 khay thẻ nhớ. Đầy đủ các cái linh kiện như này, bảo hành cho bác yên tâm sử dụng luôn. Lên cho em là điện thoại 3 sim. Con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 260.000 nhá. Đấy. Con 2 sim đã là 230 rồi mà con 3 sim có 260 thôi. Thì các bác cân nhắc mua con nào cho hợp lý nhá. Tiếp theo thì em lên cho bác cái mài ba khe đỏ nhá. Hàng của thương hiệu Katashiwa, Made in Japan này. Lên cho em là mài khe ba khe đỏ, giá của nó sẽ là 130.000 nhá. 130.000 cho con mài ba khe đỏ như này. Đấy. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là mài thô, mài mịn, mài bén này. Đấy, sẽ có ba cái mài như này. Giá thì chỉ có cho các bác là 130.000 thôi. 130.000 các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái bàn chải tay nhá. Bàn chải tay. Con này thì giá sẽ là 15k một chiếc nhá. 15k cho chiếc bàn chải tay như này. Con này thì rất là tiện luôn. Các bác dùng để mình đánh rửa chân tay này, kỳ cọ này, rồi là vệ sinh nền sàn nhà, rồi nói chung là giặt quần giặt áo đều ok hết. 15k nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái đuôi cảm biến hai đầu nhá. Đuôi cảm biến hai đầu như này. Con này thì dùng rất là tiện luôn. Các bác xoáy vào một cái đuôi cũ này. Đây, ở nhà các bác có cái đuôi cũ thì các bác xoáy vào cho em. Sau đó thì các bác xoáy quả bóng vào. Đấy, xoáy quả bóng vào. Đấy, nó sẽ là dòng cảm biến. Có người đi đến thì nó sẽ tự sáng và người đi qua nó sẽ tự tắt nhá. Rất tiện luôn, về không phải đấu nối gì cả, chỉ xoáy vào cái đuôi cũ của các bác là xong. Lên mã giúp cho em đó là đuôi cảm biến hai đầu nhá. Đuôi hai đầu này. Đuôi hai đầu. Giá của nó sẽ là 60k nhá. 60.000 thôi. 60.000 cho cái đuôi hai đầu như này, rất tiện luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái mã sản phẩm đó là cái hộp 5 mũi khoan tháp này. Đấy. Đây nó sẽ là một cái hộp 5 mũi khoan tháp như này. Thì con này cũng rất là tiện luôn. Đó. Kèm cây lấy dấu nhá. Thép của nó là thép gió phủ titan. Đấy, và kèm cây lấy dấu luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác chỉ có 180.000 cho một cái hộp 5 mũi khoan tháp kèm cây lấy dấu như này thôi. Đấy, có sẵn cho các bác một cây lấy dấu như này luôn. Rất là tiện. 180k nhá, đây các bác này. Đấy. Lấy dấu rất là ngon luôn. Các bác xem kênh thì đừng quên cho em xin một nút like nhé. Cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Đấy, lưu ý các bác đang gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn. Nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Mã sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái chổi lông phớt trần. Con này thì kéo dài được khoảng là 2m7, 2m8 gì đấy nhá. Thì các bác có thể kéo dài ra để mình phớt trần rồi lau các cái vị trí khác cũng rất là ok. Đấy, trên trần, trên điếc, nói chung là con này nó sẽ là một cái dòng rất là đa di năng cho các bác luôn. Đây. Đấy, chiều dài của nó thì rất là nhỏ xinh nha các bác này. Đấy, ở đây thì nó sẽ có cho các bác là cái dạng lông là lông tĩnh điện nhá. Lông tĩnh điện như này. Đây. Đấy, có thể là các bác có thể là gấp gấp như này được này. Đấy. Và các bác có thể xoáy vào đây này, xoáy vào đây cho em. Đấy. Sau đó thì mình kéo dài ra. Con này thì nó sẽ kéo dài ra là được khoảng là đi đây. Đấy. Kéo dài ra được khoảng là 2m8, 2m8 này các bác này. Đấy, khá là dài luôn. Thì các bác có thể dùng để mình phớt trần rồi bụi rồi màng nhện mà nhiếc rất là ok nhá. Lên cho em là chổi lông phớt trần nhá. Giá thì chỉ có cho các bác là đi mình gấp vào thì rất là gọn. Giá thì chỉ có cho các bác là 55.000 thôi. 55k cho một cái bộ chổi lông phớt trần như này nhá. 55.000, giá cực hạt rẻ cho các bác luôn. 55.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái táo khô của Nhật nhá. Táo khô của Nhật như này. Đây. Hạt to đều đẹp, quả to đều đẹp thế này. Đấy. Giá thì chỉ có 70k thôi. 70k cho một bịch táo khô như này. Thì các bác có thể dùng để mình ngâm rượu này. Đấy, ngâm rượu rồi ngâm thuốc này rồi
hãm nước uống trực tiếp cũng rất là ok nhá, 70.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái hắc lào Long Ben nhá, hắc lào Long Ben các bác này. Đấy, hắc lào Long Ben như này. Giá thì chỉ có 25.000 thôi. Hắc lào Long Ben nấm ngứa các bác dùng con này chị em. Cực kỳ là nhạy luôn, 25.000 nhá. 25.000 cho một tiếp như này. Hắc lào Long Ben nấm ngứa 25.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái ép tỏi này. Đấy, ép tỏi như này. Đấy, con này thì hàng của thương hiệu Winling của Đức nhá. 130.000. Giá giảm cho các bác còn 110.000 cho một con ép tỏi như này nhá. 110.000 cho một con ép tỏi như này. Đấy, hôm nay về cho các bác giá chỉ còn 100k thôi. 100k cho một con ép tỏi như này nhá. Đấy, ép tỏi, các bác cho tỏi cho các cái loại hành này, hành tỏi rồi các cái loại gừng giết cho vào đây ép cho em. Đấy, inox 304 Winling của Đức, ép cực kỳ là ngon luôn. Đấy, ép cái này nó ra nước dùng nó rất là thích nhá. Nên đã giúp cho em là ép tỏi nhá. Giá chỉ còn 100.000 thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là các bác lên mã giúp cho em đó là lên cho em là bình xịt nhớt nhá. Giá thì chỉ còn cho các bác là 40.000 trong con bình xịt nhớt này thôi. 35.000 nhá, giá cực tốt luôn. 35k một con bình xịt nhớt này. Đấy, đây các bác này. Đấy. Các bác dùng để bình xịt dầu, xịt nhớt này, tra dầu, tra nhớt cho em rất là ok. Vòi thì có thể ngoắt nghéo đảo chiều các kiểu con đà điểu được luôn nhá. Ngoắt nghéo đảo chiều các kiểu con đà điểu được luôn. Lên cho em là xịt nhớt nhá. Giá của nó sẽ là 35.000 cho cái bình xịt nhớt như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái cuộn dây điện vàng, cuộn này của nó thì khoảng từ trên dưới 20m nhá, trên dưới 20m, dây của nó là dây 1.5. Giá thì chỉ có cho các bác là 150.000 thôi, 150.000. Đấy, ổ của nó là ổ đúc chống va đập nhá, hàng của thương hiệu Tachi này, Tachi. Đấy, Japan quá này. Đó, đây. Rất là ngon luôn, dây của nó rất là ngon. Dây của nó thì sẽ là dây 1.5 nhá, dây 1.5 như này. Chiều dài của nó thì nó vào khoảng từ 20 trên dưới 20m thôi các nhá. Đấy. Nói chung là vào khoảng 20m. Giá thì sẽ là 150.000. 150.000 lên cho em là dây điện vàng 150k nhá, 150.000. Tiếp theo thì cái đồng hồ cái này. Em lên cho bác đó là cái con dao chặt hàng của thương hiệu Seiki Japan nhá, rất là ngon luôn. Đấy, con này thì siêu sắc bén cho bác luôn, cân nặng thì từ 3 đến 5 lạng. Giá thì giá thanh lý cho các bác chỉ có cho các bác là đi 180.000 cho một con dao chặt như này thôi. 180k các nhá, 180.000 cho con dao chặt như này. Đấy, sắc bén đẹp này. Hàng của Nhật này, Japan chữ khắc chìm luôn. Con này dùng cực kỳ là ngon. Đấy, cân nặng thì từ 3 đến 5 lạng nhá. Con này các bác dùng để chặt thì rất là ok luôn. Giá sẽ là 180.000 các nhá. Tiếp theo thì cái kéo cắt cành trên cao này. Đấy, hàng của Nhật made in Japan này. Các bác có thể dùng vừa để cắt vừa để cưa luôn. Đây, nó sẽ có đầu lưỡi cưa như này. Có ốc vít viếc đầy đủ về nhà các bác sử dụng đa di năng luôn, vừa cắt vừa cưa được. Giá sẽ là 130.000 nhá. Kéo cắt cành trên cao 130k nhá. Con này thì dùng rất là tiện luôn, có dây các bác lắp xào vào đây cho em. Lắp cái xào vào đây cho em là mình đưa lên là mình cắt thôi. Đây, nó đúng như trên hình như này, mô tả đây các bác này. Đó, đưa vào mình cắt rất là ngon luôn, 130.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái muỗng béo nhá, muỗng béo như này. Đây nó sẽ là một con muỗng béo như này, giá sẽ là 10.000 một chiếc này. Mua 5 tặng 1, mua 5 tặng 1, 10.000 một chiếc. Chiều dài của nó thì vào khoảng là 7-8 cm, nguyên cái phần lưỡi này thì vào khoảng là 4 cm. Đấy, con này thì dùng thì rất là thích luôn, cho trẻ em hoặc là các bác dùng rất là tiện luôn. Lên trên là muỗng béo này, giá của nó sẽ là 10.000 một chiếc nhá. Đấy, 10k cho một chiếc muỗng béo như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái lên trên là cái đồng hồ báo thức nhá. Đồng hồ báo thức, giá của nó sẽ là đi bên em về được có mấy cái thôi. Giá thanh lý cho các bác, giá chỉ có cho các bác là đi 35.000 cho một con đồng hồ báo thức như này. Đấy, em đang bán một cái máy đồng hồ thôi, giá của nó đã là 40.000 rồi. Thế mà đây một con đồng hồ báo thức ngon như này, giá cũng chỉ có 35.000 thôi nhá. Về nhà các bác lắp pin vào đây cho em. Pin con thỏ nhỏ nhá, lắp vào đây cho em. Đấy. Lên cho em là đồng hồ báo thức, giá sẽ là 35.000 nhá. Đồng hồ báo thức, giá sẽ là 35k. Đó. Đồng hồ báo thức này. Đồng hồ báo thức nhá, đồng hồ báo thức giá sẽ là 35k nhá. 35k. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái giá xoay con này sẽ là 40.000 nhá. Con này tất cả của nó đều là bằng hợp kim hết nhá, bằng hợp kim hết, dùng cực kỳ là ngon luôn. Đấy, xoay tanh tách luôn, 360 độ này. Đấy, để điện thoại lên dùng rất là đã luôn các bác theo. Đó, thấy không? Rất là ngon luôn nhá. Đấy, để ngang để dọc đều được hết nhá. Đấy, cái trọng lực của nó đỡ rất là tốt luôn. Đấy. Đứng nằm đều ok hết nhá. Giá thì sẽ là 40k nhá. Chất liệu của nó thì bằng hợp kim nhá. Con này bằng hợp kim cực kỳ xịn sò luôn. Giá xoay nhá. Chất liệu bằng hợp kim như này, giá thì chỉ có cho các bác là đi 40.000 thôi. 40.000 cho một con giá xoay như này, giá xoay 40k. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái xịt inox nhá. Đấy. Thì con này thì các bác dùng để mình xịt lên các cái bề mặt mà bị
than gì bị thấm rột các bác này. Đấy, xịt rất là ngon luôn. Nó sẽ là một cái dòng sơn inox sáng bóng như này. Đấy, rất tiện ích nhá. Giá thì sẽ là 80k cho một cái đợt này về cho bác giá 70.000 nhá. 70k cho một chai sơn inox như này. Lên cho em là sơn inox này. Sơn inox giá của nó sẽ là 70k nhá. 70.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm nó là cái bếp ga mini nhá. Đấy, bếp ga mini. Con này thì nhỏ gọn, bếp ga gấp mini nhá. Bên shop có cho các bác là cả một cái mẫu bếp ga to nữa. Đấy. Thì con này các bác lên cho em là bếp ga gấp mini. Đấy, bếp ga gấp mini như này nó có thể gấp gọn được nhá. Bếp ga mini gấp gọn này. Đấy. Có đánh lửa tự động các kiểu con là điều luôn. Đấy, các bác đi du lịch thì mang cho em cái bình ga đi lắp vào đây cho em là xong. Đây. Đấy. Rất là ngon như này. Đó, và rất là chắc chắn nhá, hàng của Nhật cực kỳ dày dặn chắc chắn cho các bác luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 100.000 cho con bếp ga mini như này. Lên cho em là bếp ga mini gấp gọn nhá. Bếp ga mini gấp gọn, giá sẽ là 100.000. 100.000 cho con bếp ga mini gấp gọn như này. Ngoài ra thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái Phương ơi. Lấy nhanh cái bếp ga. Cái bếp ga loại to nhá. Cái này gọi là cái gì đấy? Bếp ga. Bếp ga đơn to như này nhá. Đấy, giá của nó sẽ là 190.000 cho con bếp ga đơn to như này các bác này. 190.000. Con này thì các bác có thể mua để khu nhà trọ này, hoặc là mang đi du lịch, đi học, đi phượt, đi làm, đi chơi đều được hết nhá. Hoặc là mua ở nhà các bác ăn lẩu mà muốn độ sôi nhanh. Đấy, cứ mua cho em bình ga mini về mình lắp vào cho em. Đấy. Cũng có hệ thống là đánh lửa tự động nhá. Đánh lửa tự động rất là ngon này. Đấy. Giá thì sẽ là 190k. Lên mã giúp cho em đó là bếp ga đơn nhá. Bếp ga đơn này. Bếp ga đơn. Giá sẽ là 190k nhá. 190.000 cho con bếp ga đơn như này. Nhỏ gọn tiện ích nhá. Hàng của thương hiệu Media. Đó. Rất ngon lành cho các bác luôn. 190k. Đấy, rồi ok. Hello chào các bác nhá. Một số mã hàng thanh lý của bên em trong ngày hôm nay. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh nhá. Đấy, các bác yêu quý em thì cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Em lên cho các bác cái túi đựng đệm nhá, túi đựng đệm. Đấy thì ví dụ như là những cái đệm mùa đông nhà các bác ấy, khi mà mình dùng xong là nó bị rách cái túi thì các bác mua cái túi này về các bác đựng vào cho em. Chất liệu của nó sẽ là ni lông mềm dai như này cho nên là các bác dùng cực kỳ thích luôn. Con này thì bên em đang bán là 80.000, đợt này thanh lý cho các bác giá chỉ còn là 40.000 thôi nhá, 40k thôi. Tên mã giúp cho em đó là túi đựng đệm nhá, túi đựng đệm này. Đấy. Túi đựng đệm giá của nó sẽ là 40k. Đấy, đang bán là 80.000, thanh lý cho bác giá còn 40.000 cho một con đựng đệm này thôi. Nó sẽ có cho các bác là dòng 1m8 và dòng 1m6 nhá. Đệm 1,6m này và đệm 1,8m thì các bác lấy mẫu nào các bác báo em. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái ổ nối con này. Đấy, đây nó sẽ là cái ổ nối như này. Ổ gấp nhá. Các bác lên cho em là ổ điện gấp nhá. Đấy, ổ điện gấp như này nó có thể gấp được như này các bác này. Hàng thì của thương hiệu Hinoki của Nhật nhá. Đấy, 16A 250V. Giá bán sẽ là 15k một chiếc nhá. 15k cho một chiếc và 40.000 ba cái, 40.000 trên ba cái như này. Đấy, con này nếu mà các bác mua ngoài cửa hàng thì nó sẽ bán cho bác khoảng là 20-25.000. Cái này là ổ gấp à? 15.000 đúng không? 15.000 một cái và 40.000 cho ba cái nhá. Lên mã giúp cho em đó là ổ gấp nhá. Ổ gấp. Đấy, lên cho em là ổ gấp này. Giá của nó sẽ là 15k một chiếc và các bác nào mua từ ba cái thì giá sẽ là 40.000. Nó sẽ có cho các bác là 1 2 3 ổ cắm như này và các bác có thể gấp gọn để mình cắm vào trong các cái vị trí như là tủ này, rồi nói chung là đa di năng luôn. Đầu của nó thì bằng đồng kết nối cực kỳ chắc chắn luôn. Lên cho em là ổ gấp, giá sẽ là 15.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái con dao dao thái vân gỗ nhá. Con này thì chiều dài khoảng 30cm. Dao thì siêu bén cho các bác luôn. Dao thái vân gỗ siêu bén như này các bác này. Đấy, siêu bén cho các bác luôn nhá. Đây. Rất bén luôn. Dọc dây bóng còn dọc được như này là dao rất là bén luôn nhá. Đấy. Hàng của Nhật, Japan các bác này. Đó, made in Japan. Và con này của nó thì có khâu đầu khâu đuôi hết như này. Hàng cực kỳ chất lượng xịn sò cho các bác luôn. Lên cho em là dao thái vân gỗ nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 100. Con này đợt này thanh lý cho bác giá chỉ còn cho các bác là 120.000 nhá. 120k trong con dao thái vân gỗ như này. Giá sẽ là 120.000. Giá cực kỳ tốt cho bác luôn. Hàng của Nhật nguyên đai nguyên kiện như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái pin các bác nhá. Đấy, pin 18650 này. Đấy, con này thì bên shop thanh lý cho các bác cái giá cực kỳ là tốt luôn. Giá chỉ có cho các bác là, hôm trước em đang bán là 30.000, đợt này về cho bác giá chỉ còn 20.000 cho một viên pin 16850 như này nhá. Lên cho em là pin 16850.
giá của nó sẽ là 20k nhá, 20k cho một viên đó. Tiếp theo thì em về cho các bác cái vòi xoay 360 độ. Con này nó sẽ là một cái vòi xoay như này, thì các bác dùng để mình lắp vào cái chậu rửa mặt nhà mình đấy, sau đó thì các bác có thể xoay đảo hướng các kiểu là đều được luôn, xoay 360 độ đảo chiều được luôn nhá. Đấy, lên cho em là vòi bạc nhá. Đấy, vòi bạc xoay 360 độ giá sẽ là 80k, chất liệu của nó thì bằng hợp kim nhá, bằng hợp kim đó, vòi bạc xoay 360 độ các bác này. Đấy, tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái lọc nước nhá, lọc nước như này, một con lọc nước như này thì giá bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 50.000 cho cái lọc nước như này nhá, 50k một chiếc. Đấy, cái này thì các bác dùng để mình lọc vào cái nguồn nước nhà mình. Đấy, các bác có thể lọc qua máy giặt này, hoặc là qua bình nóng lạnh này, hoặc qua các vị trí được luôn. Đấy, của nó thì nó sẽ là lõi bằng nhôm như này, các bác có thể tháo ra để mình vệ sinh rửa ráy, sau đó thì mình lại lọc, rất là tiện ích luôn. Lọc nước 50.000. Bút điện là bao nhiêu? Các bác lên cho em là bút cao su nhá, giá của nó sẽ là 30.000. Đấy, nó có chức năng thông mạch luôn, có chức năng thông mạch này, vừa làm tô vít này, đấy, vừa làm cái tô vít nhỏ này, đấy, vừa thông mạch này, và vừa có thể đo âm dương được hết nhá. Lên cho em là bút cao su nhá, bút điện cao su, giá của nó sẽ là 30.000 nhá, bút điện cao su 30.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái mũ lính nhá. Đấy, mũ lính này, đấy, mũ lính, hàng này của nó thì sẽ là 170.000 cho một con mũ lính như này, hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn, 170k. Đấy, hàng Việt Nam chất lượng cao, 3 tem kiểm định đàng hoàng. Ở trong này thì nó có xốp nhá, có xốp, cho nên là các bác dùng để mình đội để đi xe ô tô các thứ, à đi xe máy các thứ rất là ok nhá, an toàn này, rất là đẹp luôn. Đấy, có màu sắc thì rất là đẹp, hàng dày dẫn chắc chắn, hàng này bảo hành cho các bác luôn. Đấy, rất chất lượng cho các bác nhá. Lên mã giúp cho em là mũ lính nhá, màu lính quân đội rất là đẹp luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 170.000 cho một con mũ lính, là mũ lính 170.000 nhá. Đó, tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái giày giày lính nhá. Đấy, giày lính Mỹ đây, chất giày thì khỏi phải bàn rồi các bạn, chất giày thì khỏi phải bàn rồi. Bên em bán là 390.000 cho một con giày lính Mỹ như này. Đấy, đây, con này thì các bác nhận hàng là các bác ưng luôn, không để chê vào đâu, chất của nó rất là mềm luôn nhá, chất của nó rất là mềm luôn đó. Các bác lấy thì cứ lấy tù cho em là một cỡ nhá, ví dụ bác nào mà cỡ hả, đúng cỡ à? Con này thì các bác lấy đúng cỡ cho em nhá, lấy đúng cỡ cho em là ok. Đấy, các bác cỡ chân bao nhiêu thì các bác cứ đọc cho em là ok thôi. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 390.000 cho một đôi giày lính Mỹ như này. Đây, USA này các bác này, USA, hàng giày lính Mỹ cực đẹp luôn, chất của nó thì khỏi bàn luôn, hàng giày dẫn chắc chắn nhá, chất đẹp nhá, đi thì cực kỳ là ôm form ôm dáng và rất là mềm mại luôn. Lên cho em là giày lính Mỹ 390.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái bộ nạo 5 món nhá. Đây, cái bộ nạo 5 món như này, giá của nó sẽ là 60.000 nhá, 60.000 cho một cái bộ nạo 5 chiếc luôn. Đó, 5 món, thoải mái cho các bác lựa chọn luôn. Rất là nhiều nạo rồi nhiều chi tiết đi kèm các bác nhá. Giá của nó sẽ là 60k này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái vòi vàng nhá, vòi vàng. Con này thì các bác có thể điều chỉnh được luôn nhá. Con này bao nhiêu? 35.000 cho con vòi vàng như này. Các bác xoáy vào đầu nguồn nước này, sau đó thì mình có thể tùy chỉnh cho em đó. Đây, đấy, có đầu vòi đây các bác, xoáy vào sau đó thì mình tùy chỉnh cho em, rất tiện ích luôn. Giá của nó sẽ là 35.000 cho một cái vòi vàng như này nhá, 35k này. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái ba lô, cái này là cái gì, ba lô tím à, ba lô tím nhá. Giá sẽ là 120.000, 120k. Chiều dài của nó thì vào 40 này, dài của nó thì vào khoảng 40-45, và chiều rộng của nó thì vào khoảng là, chiều rộng của nó thì vào khoảng là, đây, khá là to luôn. Đây, đấy, đây nó sẽ là to như này các bác này. Đấy, thì các bác có thể dùng để mình đi du lịch này, đi du lịch, đi học, đi phượt, hoặc là đi làm. Đấy, nhẹ nhàng, nhỏ nhẹ. Đấy, rất nhiều ngăn cho bác luôn. Chiều rộng thì vào khoảng là 25cm, chiều cao khoảng 25cm. Lên cho em là ba lô tím nhá, ba lô tím 120.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái kéo này. Đầu tiên nó sẽ là kéo cắt tóc nhá, kéo cắt tóc đây, bao nhiêu nhỉ? 160.000 cho một cái bộ kéo cắt tóc như này. Đấy, hàng thì đựng trong một cái túi da cực kỳ xịn sò luôn. Một bộ này sẽ bao gồm cho các bác là một đôi này, một đôi. Đấy, một đôi, một cắt và một tỉa nhá. Một đôi kéo, một cắt, một tỉa như này. Một đôi kéo, một cắt, một tỉa nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 160.000.
160.000 cho một cái bộ kéo tóc hàng của thương hiệu Kai của Nhật như này nhá. Một con cắt, một con tỉa, giá 160.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm, nó là cái kéo may nhá. Kéo may như này. Một con kéo may hàng nội địa của Nhật đây. Đường kính của nó là 12 inch. Chiều dài của cái phần lưỡi này thì nó vào khoảng là trên 10 cm nhá. Cắt cực kỳ là ngon luôn. Đây các bác này. Cắt rất là ngon luôn các bác theo. Đó, cắt rất là ngon luôn. Kéo may này bao nhiêu? 160.000 cho một con kéo may hàng của Nhật như này nhá. Lên mã giúp cho em đó là kéo may, giá sẽ là 160.000 nhá. Kéo may này, hàng nội địa Nhật 160k nhá. 160.000 cho con kéo may như này, made in Japan các bác này. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái viên giặt quần áo nhá. Một bịch này của nó thì khá là nhiều luôn. Đấy, bịch này khá là nhiều luôn. Đấy, nó sẽ là dòng viên như này. Đấy, dòng viên như này và đây nó sẽ là một cái dòng viên 5 trong 1 luôn, viên 5 trong 1. Một viên một gói như này thì sẽ giặt được cho em là từ 3 đến 5 cân quần áo luôn, 5 cân quần áo nhá. Đấy. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 55.000 cho một bịch như này nhá. Viên giặt quần áo này 55k. Đó. 55k cho một bịch như này bao gồm cho các bác là đi khoảng 40 viên nhá, khoảng 40 viên luôn. Một lần giặt của nó thì trên dưới 3 cân quần áo các nhá. Đó. Rất là thơm luôn, 5 trong 1 luôn. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là đây nó sẽ là một cái con bê trên kia này ra đây. Cái sạc điện thoại iPhone nhá, sạc nhanh iPhone. Đấy. Sạc nhanh iPhone. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 60.000. Đấy, 60.000 cho cái sạc nhanh iPhone như này. Lên mã giúp cho em là sạc nhanh iPhone, giá sẽ là 60k nhá. 60k cho con sạc nhanh iPhone. Cái này là túi dép à? Bao nhiêu? Đấy, tiếp theo bên shop về cho bác một cái túi dép này. Đấy, túi dép màu rất là đẹp luôn. Đấy, màu đen như này. Ngăn thì khá là rộng rãi nhá. Các bác có thể dùng để mình đựng đồ này đi du lịch này. Đấy, du lịch, học phượt, đi làm đều ok hết. Giá chỉ có 95k cho cái túi dép như này thôi nhá. Có quai đeo đàng hoàng nhá. Lên cho em là túi dép, giá sẽ là 95k. Đó, 95k. Hàng này to rộng, các bác đựng iPad, đựng máy tính, bảng điện thoại rất ok hết nhá. Có một ngăn phụ này. Đó, một ngăn khóa này và một hít như này. Đấy, dây đeo đàng hoàng nhá. Lên cho em là túi dép, giá sẽ là 95.000 nhá. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là tập bụng các bác nhá, tập bụng. Con này thì các bác cầm tay vào đây cho em này, sau đó thì mình đẩy đi đẩy lại này. Đấy, nó sẽ là cái con lăn, dạng con lăn tập bụng như này. Giá sẽ là 280.000 nhá. 280.000 cho con lăn tập bụng như này nhá. Đấy, lên cho em là tập bụng, giá sẽ là 280.000. Đấy. Các bác cầm tay vào đây cho em này, sau đó thì mình đẩy đi đẩy lại để mình đu cho cái phần bụng của mình nó eo nó thon lại. Đấy, lên cho em là tập bụng cực kỳ dày dẫn chắc chắn luôn. Giá sẽ là 280.000 cho một cái con tập bụng như này. Rồi, ok.